Trò chơi hệ chữa trị của tôi chương 127, tôi chỉ là nhân viên tạm thời. Trên thế giới này có cả người tốt và người xấu. Ở thế giới tầng sâu cũng như vậy, một số lệ quỷ khi còn là con người thì xấu xa độc ác, sau khi chết chúng trở nên tồi tệ hơn và trở thành những ác quỷ gieo rắc nổi tuyệt vọng, nhưng cũng có những quan hồn vì oan sai mà chết, trong lòng chúng vẫn giữ được thiện tâm. Em tên gì? Khi nào có cơ hội, anh sẽ dẫn em đi gặp anh trai em là đom đóm mẹ em bảo trên thế giới này có một loại côn trùng có thể phát sáng trong bóng tối nó được gọi là đom đóm đấy nhưng em chưa nhìn thấy nó bao giờ bố mẹ mong con trai thành rồng thì nhiều nhưng mong con trở thành côn trùng thì là lần đầu anh thấy đấy hàng phi yêu cầu đứa trẻ mau chóng cầm quả bóng trời đi em đừng đến đây chơi nữa cho anh biết địa chỉ nhà em anh sẽ đến tìm mẹ con em ở khách sạn bên cạnh cửa hàng tiện lợi mẹ không chịu đi hình như là đợi anh trai trở về. Đứa trẻ có vẻ hơi khó nói, sau khi chủ động cho hàng phi biết địa chỉ nhà liền cầm quả bóng chạy đi. Thằng bé này thật là thú vị. Nhìn lại bức tường ở con ngõ một lúc lâu, Hàng Phi thật sự quan tâm đến những bóng đen trên tường hơn. Tất cả những người đã từng làm nhân viên bán hàng ở đây dường như cuối cùng đều bị giết chết, còn tàn hồn thì bị giam cầm ở trên bức tường này. Theo thời gian, trên tường dày đặt những bóng hình người mờ nhạt, và mỗi bóng hình người tượng trưng cho một nhân viên. Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên đông đóng chạy vào ngõ chơi, nhưng những con quỷ trên tường không những không giết chết và chiếm đoạt linh hồn của nó, mà họ còn chủ động chơi đùa cùng nó. Khi mình vừa mở cửa, quỷ trên tường dường như muốn giúp đông đóng ẩn náu, không ai có bất kỳ thay đổi nào để làm lộ vị trí của nó. Những tàn hồn trên tường rất cố gắng bảo vệ đông đóm, từ góc độ này, Hàng Phi cảm thấy những tàn hồn đó có thể trở thành bằng hữu của mình. Xem ra hầu hết các đồng nghiệp và tiền bối của mình đều là người tốt nha. Nhìn bức tường ở con ngõ sau, Hàng Phi khẽ cúi đầu, đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, xin các tiền bối chiếu cố nhé. Hắn thấy trên tường vẫn không có gì khác thường liền vào nhà, vừa định đóng cửa lại thì mơ hồ nhìn thấy trên tường có bóng dáng người chậm rãi chuyển động, dường như mọi người đang bàn luận gì đó. Những nhân viên bán hàng trước đây đều bị phong ấn trong tường, mình tò mò tại sao quản lý cửa hàng lại không giết họ vĩnh viễn để loại trừ hậu họa quản lý cửa hàng vẫn cần tàn hồn của họ để kiểm soát sức mạnh của họ sao? Sức mạnh linh hồn của loại trong lòng còn mang tiếc núi không phải là đặc biệt mạnh, nhưng khi hàng trăm tiếc núi tập hợp lại với nhau thì đó là một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Len Ken Chung gọi hồn ở cửa lại vang lên, hàng phi đang định bước vào nhà thì chiếc nhẫn của người chủ nhà trên ngón tay truyền đến một cơn ấn lạnh. Khẽ vuốt vết nứt trên chiếc nhẫn, hàng phi trốn ở trong phòng xử lý rác thải liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Anh chàng nhân viên một mắt đứng trong quầy thu ngân, trước mặt anh ta là một người phụ nữ mặc đồ đỏ cao gần 2 mét rưỡi. Người phụ nữ trùng một chiếc khăn cô dâu màu đỏ như máu và mặc một chiếc váy cưới lớn màu đỏ, nhưng trên ngực lại đeo một bông hoa màu trắng. Gần như cùng lúc người phụ nữ đó xuất hiện, nhiệt độ trong cửa hàng tiện lợi giảm xuống mức đóng băng, nhân viên một mắt trở nên rất lịch sự, nghiêm túc tiếp đón người kia. Hầu hết thời gian đều là nhân viên một mắt đặt câu hỏi, người phụ nữ chỉ thỉnh thoảng gật đầu, Hàng Phi hoàn toàn không nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ, chỉ mơ hồ nghe thấy cái gì mà cúng tuần, hồi hồn, tòa nhà chết chóc, số 144 vân vân. Vài phút sau, nhân viên một mắt bước ra khỏi quầy thu ngân và ra hiệu cho người phụ nữ đi theo anh ta vào nhà kho. Khi người phụ nữ cao hơn 2 mét xoay người, cô ta dừng lại một chút hướng về phía phòng xử lý rác nơi Hàng Phi đang ẩn náu, khăn trùng đầu bị gió thổi bay, Hàng Phi nhìn thấy cái miệng nứt ra. Cô ta phát hiện ra mình sao? người phụ nữ không làm khó hàng phi cô ta từ từ tiến vào nhà kho với một gói hàng đầy máu trên tay không có tiếng động bất thường nào phát ra chỉ là ánh sáng trong nhà kho đột nhiên mờ đi rất nhiều tiếng ho khang vang lên nhân viên một mắt bước ra khỏi nhà kho trên lưng mang theo một người giấy có chiều cao tương đương người thường người giấy kia mang một nụ cười trên mặt hai tay che mắt nhân viên bán hàng người phụ nữ mặc váy cưới cũng bước ra nhưng gói hàng dính máu trên tay đã không còn nữa chung gọi hồn vang lên nhân viên một mắt cổng người đàn ông giấy cùng người phụ nữ mặc váy cưới rời khỏi cửa hàng tiện lợi người giấy mà một mắt cổng đi hoàn toàn khác với người giấy bình thường biểu cảm trên khuôn mặt giống như người sống vậy liệu đây có phải là chủ cửa hàng không nhỉ nhiệt độ trong cửa hàng đã trở lại bình thường hàng phi lặng lẽ đi tới cửa kho bên trong nhà kho sáp trắng đã tắt tối đen như mực cho dù người giấy được một mắt cổng đi không phải là chủ cửa hàng thì cũng có một phần ý thức của ông chủ dù sao thì biểu hiện của người giấy này cũng gần như là không có gì khác biệt so với người sống nó còn biết che mắt của nhân viên có vẻ như là lo lắng một mắt sẽ nhìn thấy gì đó hàng phi không tin một người giấy bình thường lại thông minh như vậy phỏng chừng là chủ cửa hàng đang điều khiển nó thực lực của người phụ nữ mặc váy cưới rất mạnh mình cảm thấy còn đáng sợ hơn cả từ cầm cô ta dường như muốn nhờ chủ cửa hàng giúp đỡ cái gói hàng kia chắc là thù lao lần theo vết máu trên mặt đất hàng phi đi đến kệ hàng cuối cùng trong nhà kho cảm giác thật khó chịu khi bị những người giấy nhìn chằm chằm nhưng sau khi vừa quay lại đây hàng phi cũng nhận ra một điều khi hắn đến đây lần đầu tiên ánh mắt của những người giấy đó không khác gì những người sống và chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau còn lần này đi vào ánh mắt của những người giấy đó rất đờ đẫn tựa như là mất đi linh hồn vậy vết máu dừng ở đây hàng phi nhìn chằm chằm một người giấy trước mặt bỏ nó xuống giữa người giấy và bức tường có một khoảng trống, hàng phi nhìn vào trong thì thấy một chiếc quan tài được giấu sau kệ hàng cuối cùng. Thật là bí ẩn. Hàng phi nhớ kỹ vị trí của tất cả người giấy, sau đó bỏ ra một vài người giấy rồi chui vào kệ hàng. Khi hai tay của hắn chạm vào nắp quan tài, quỷ văn thét lên một tiếng thấu tim, đau đến không chịu nổi, vấn đề là không phải chính hàng phi bị đau. Người anh em à, chịu đựng một chút thôi gói hàng do người phụ nữ mặc váy cưới gửi đến đã được mở ra tấm vải đỏ dính máu rơi xuống một bên hàng phi dùng hai tay đẩy nắp quan tài ra bên trong quan tài là thi thể của những người khác nhau và ở giữa những cổ thi thể được ghép lại có một người giấy đỏ như máu to bằng lòng bàn tay người giấy nhắm mắt lại như thể anh ta đang ngủ vậy nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người giấy có vô số khuôn mặt quan hồn đau khổ gào thét trong đó có rất nhiều gương mặt hàng phi đã từng nhìn thấy trong ảnh chụp ở phòng chuẩn bị nhân viên. Người giấy này muốn có thân thể thật sao? Hàng Phi đang hết sức chăm chú và căng thẳng thì trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói Cứu tôi với, cứu tôi với Hàng Phi giật nảy cả mình, suýt chút nữa thì ngã vào quan tài rồi Hắn mở to mắt nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện giọng nói đó phát ra từ sáp trắng Ngồi sổng bên cạnh ngọn nến, Hàng Phi nhìn chầm chầm đối phương, trên mặt nó giống như là viết ra bốn chữ giết người diệt khẩu vậy anh là nhân viên mới à nguyền rủa trên người anh hiện tại còn chưa sâu anh mau tranh thủ đưa tôi ra khỏi đây đi tôi sẽ trả ơn anh mặt người trên sáp trắng vô cùng mơ hồ nó cố gắng hết sức để tạo ra âm thanh người giấy đi rồi nó rất hiếm khi rời khỏi cửa hàng đây là cơ hội ngàn năm có một đấy chỉ là một ngọn nến mà muốn thuyết phục tao sao tao tuyệt đối trung thành với quản lý cửa hàng mày không thể làm lung lay được tao chỉ bằng vài lời nói ánh mắt hàng phi tràn đầy sát khí anh đã cậy nắp quan tài của quản lý cửa hàng vào ngày đầu tiên đi làm đây mà là tuyệt đối trung thành hả tao chỉ muốn tìm hiểu thêm về nó thôi anh là một người thông minh chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa khuôn mặt trên ngọn nến không ngừng kêu khóc anh có biết tại sao những ngọn nến trong cửa hàng này có thể cháy suốt đêm không anh có biết tại sao ánh sáng từ những ngọn nến này lại khiến những cô hồn giả quỷ đi qua cảm thấy dễ chịu không tại sao tất cả những ngọn nến trong nhà kho đều là thi sáp tất cả đều được tạo ra từ thân thể quái vật và tàn niệm của nhân viên bán hàng nó thích nghe tiếng kêu khóc của tàn niệm khi bị đốt lửa khuôn mặt trên ngọn nến bắt đầu trở nên méo mó anh không đi nhanh lên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị biến thành ngọn nến thôi tôi biết cách giải trừ nguyền rủa anh mau dẫn tôi đi cùng tôi sẽ giúp anh giải trừ nguyền rủa mày hình như là biết rất rõ về quản lý cửa hàng nhỉ tôi đã từng là nhân viên bán hàng ở đây bản thể của quản lý cửa hàng chính là người giấy màu máu trong quan tài nó là một vật phẩm bị nguyền rủa đặc biệt bởi vì nó không ngừng hấp thu oán niệm và từ từ có ý nghĩ của riêng mình tất cả những ai bước vào cửa hàng đều sẽ trở thành mục tiêu của nó nếu như không trở thành một món hàng thì cũng sẽ trở thành một nhân viên bán hàng rồi cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả nhân viên của cửa hàng chúng ta đều chết hơn nữa cái chết còn không được yên bình nhân tính còn sót lại sẽ bị người giấy hấp thu và trở thành một phần của nó khuôn mặt trong ngọn nến nói bằng tiếng khóc nức nở nhân tính của toàn bộ nhân viên cửa hàng đều bị người giấy màu máu hấp thu sao đúng thế khuôn mặt trong nến liếc nhìn chiếc quan tài sau kệ hàng nó càng ngày càng hấp thu nhiều nhân tính và oán niệm dần dần hình thành ý thức của chính mình thường thì nó sẽ giấu ý thức vào một người giấy nào đó để bản thể của mình trong quan tài và nuôi dưỡng bằng máu thịt tất cả những người giấy trong cửa hàng này có thể đều là bản sao của nó nói như vậy chẳng phải là chúng ta đều bị nó nhìn thấy sao nhưng đêm nay khác nữ quỷ mặc váy cưới kia đã mang đến trái tim và cái đầu người quan trọng nhất cho người giấy quản lý cửa hàng làm thù lao với điều kiện người giấy cần phải giúp nữ quỷ đó giết một người khuôn mặt trên sáp trắng biết rất nhiều chuyện, nó được bày ở trên kệ hàng nên nghe trộn được rất nhiều thứ, người đó sống trong tòa nhà chết chóc. Điều này vô cùng nguy hiểm. Quản lý cửa hàng phải tập hợp tất cả oán niệm và sức mạnh thì mới có cơ hội thành công để giết chết đối thủ. Một khi tiêu diệt đối thủ thành công, nó có thể thu được nhiều thứ hơn và tăng tốc độ phát triển của mình. Đến lúc đó chúng ta có muốn trốn cũng không trốn nổi đâu. Nói như vậy thì đêm nay là cơ hội duy nhất à mau tận dụng cơ hội đi, nó sẽ không bao giờ đến nữa đâu. Khuôn mặt trên sáp trắng điên cùng thuyết phục, nguyền rủa của quản lý cửa hàng sẽ ngăn cản anh tiếp cận bản thể của nó và cấm anh rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Một khi anh bị kích hoạt nguyền rủa thì anh sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Nhưng nếu như nó bị trọng thương thì nguyền rủa sẽ bị suy yếu và sự đau đớn mà anh phải chịu đựng cũng sẽ yếu đi. Thế nên đừng có đắn đo nữa, hãy đưa tôi đi cùng với anh đi đây là cơ hội duy nhất để chúng ta trốn thoát và tôi sẽ chỉ cho anh cách giải trừ nguyền rủa chờ một chút nếu như quản lý cửa hàng bị trọng thương vậy thì tại sao chúng ta phải rời đi một khi đã bị nó nguyền rủa thì trước mặt nó sẽ không có sức phản kháng đâu van xin anh đấy hãy nghe lời tôi đi mau đưa tôi cùng đi đi đừng nóng vội hiện tại tao có một ý tưởng hay hơn đấy hàng phi nhìn chằm chằm quan tài sau kệ hàng với vẻ mặt kỳ quái nếu ngày đầu tiên đi làm mà tao đã làm cửa hàng đóng cửa rồi thì sau này làm gì còn ai thuê tao nữa chứ? Hàng Phi liếc nhìn bản nhiệm vụ, hắn mơ hồ hiểu được tại sao nhiệm vụ lại yêu cầu mình phải sống sót qua một đêm, bởi vì sau đêm này, cửa hàng có thể sẽ không còn nữa. Trong đầu Hàng Phi nảy ra một kế hoạch điên rồ, nếu kế hoạch này thành công thì có thể thuận lợi chiếm được cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ cần sai một bước thì sẽ chết rất xấu xí. Muốn có danh lợi thì phải trải qua mũi đau, muốn có phú quý thì phải truy cầu trong nguy hiểm mày nói đúng không nên bỏ lỡ cơ hội này hai mắt hàng phi từ từ nheo lại che lấp ánh sáng nguy hiểm ở sâu trong con ngươi sao tôi luôn có cảm giác là những gì anh nghĩ và những gì anh nói với tôi lại không giống nhau nhỉ khuôn mặt trên sáp trắng đã méo mó nó chỉ muốn trốn khỏi cửa hàng tiện lợi người giấy quản lý cửa hàng rất nguy hiểm chỉ cần anh dẫn tôi đi chúng ta trốn xa xa một chút là đủ rồi anh đừng có suy nghĩ dư thừa nữa. Tao chỉ là một nhân viên tạm thời vừa đi làm vào ngày đầu tiên, có thể suy nghĩ dư thừa cái gì được chứ? Hàng Phi nhìn chầm chầm vào sắp trắng, mày ở đây lâu rồi nên chắc hẳn phải biết xuất thân của người phụ nữ kia chứ. Tòa nhà chết chóc mà cô ta và quản lý cửa hàng đến đêm nay là nơi như thế nào? Có thể nói tòa nhà chết chóc là tòa nhà nguy hiểm nhất trong khu vực này, nó nằm cạnh một bệnh viện cách đây hai dãy phố, người phụ nữ mặc váy cưới từng là cư dân đến từ tòa nhà chết chóc. Khuôn mặt trên sáp trắng ghim tất cả hy vọng vào hàng phi, lúc này nó trả lời câu hỏi của hàng phi rất thành thật, phần máu thịt mà cô ta tìm được cho quản lý cửa hàng là mang ra từ tầng 4. Bệnh viện cách đây 2 dãy phố. Hàng phi nhớ lại bản đồ trong đầu, xung quanh đây chỉ có duy nhất một bệnh viện là bệnh viện ít dân, quản lý tòa nhà tiền nhiệm cũng đã đánh dấu gạch đỏ ở bệnh viện này có phải anh đang nghĩ rằng quản lý cửa hàng đang ở bệnh viện cách đây hai dãy phố cho nên không có cách nào trở về ngay được khuôn mặt trong sáp trắng bất lực nếu bản thể của nó bị đe dọa hoặc bị dịch chuyển hay chạm vào thì thần thức của nó sẽ sử dụng một phương pháp đặc biệt nào đó để quay trở lại bản thể nó rất thận trọng và sẽ không bao giờ tùy tiện để bản thể gặp nguy hiểm đâu vậy thì có cách nào ngăn cản thần thức nó trở về không thế thì phải phụ thuộc vào sức mạnh đối thủ của nó nếu con quỷ chiến đấu với nó có thể ngăn chặn được thần thức và khiến nó không thể phân tâm thì sẽ trì hoãn tốc độ quay trở về. Còn có một cách khác là để cho thần thức của nó trở nên hỗn loạn và điên cuồng. Khi nó ở trong trạng thái này, thần thức sẽ không thể cảm nhận được bản thể một cách rõ ràng. Sáp trắng cảm thấy nói chuyện với hàng phi rất nguy hiểm, chẳng khác nào đốt pháo trong kho vũ khí, nếu không còn vấn đề nào khác, chúng ta đi nhanh thôi. Tôi hứa sẽ giúp anh giảm bớt đau đớn do nguyền rủa gây ra. Ban đầu người giấy quản lý cửa hàng không mạnh như vậy sao? Hàng Phi muốn xác nhận điều này với sáp trắng một lần nữa. Nó là vật nguyền rũ có ý thức của chính mình, hầu hết sức mạnh của nó là được tích lũy từng chút một. Tàn hồn của nhiều nhân viên bán hàng bị phong ấn trên bức tường của con ngõ đằng sau. Tại sao nó không giết hết họ? Sự oán hận trong tàn hồn có thể làm tăng cường sức mạnh của nó và một chút nhân tính còn sót lại trong tàn hồn có thể khiến nó càng giống một người hơn. Sáp trắng biết rằng nếu không nói rõ ràng thì Hàng Phi sẽ không chịu giúp, vì vậy nó kiên nhẫn giải đáp những nghi ngờ của Hàng Phi. Nói cách khác, thần thức của quản lý cửa hàng chứa đựng ý thức và nhân tính của vô số tàn hồn. Những ý thức và nhân tính đó không thuộc về nó, nhưng bị nó cưỡng chế lấy đi bằng nguyền rủa và khế ước. Nếu muốn làm việc ở đây thì trước tiên phải chụp ảnh, sau đó ghim ảnh vào người giấy, đây là một quá trình hạ nguyền rủa. Khi nguyền rủa hoàn thành, Người giấy quản lý cửa hàng có thể cướp đoạt nhân tính của anh bất cứ lúc nào. Sáp trắng ra sức thuyết phục, bây giờ thừa dịp nó không cảnh giác với anh thì chúng ta mau đi nhanh lên. Chỉ cần giữ khoảng cách với vật nguyền rũ đủ xa thì tác dụng của nguyền rũ sẽ bị suy yếu. Đây là lý do tại sao quản lý cấm nhân viên rời khỏi cửa hàng. Có vẻ giống như tao nghĩ, thần thức của quản lý cửa hàng dung hợp nhân tính của tất cả nhân viên chỉ cần tao có thể triệu tập được tất cả nhân viên để chống lại thì sẽ có tác động nhất định đến nó bình thường thì ảnh hưởng này có thể không phải là vấn đề lớn nhưng nếu như là một cuộc chiến sinh tử hơi phân tâm một chút thôi cũng sẽ khiến nó lộ ra sơ hở trí mạng nói không chừng còn có thể khiến thần thức của nó trở nên điên cuồng tất cả kế hoạch của hàng phi là nhằm ngăn cản quản lý cửa hàng trở về bản thể hắn cần phải tranh thủ thời gian tôi không thể tưởng tượng được rằng đây lại là ngày làm việc đầu tiên của anh quản lý cửa hàng tuyển anh cũng coi như là số mệnh nó không tốt khuôn mặt trong sáp trắng có chút sợ hãi hàng phi đừng nói điều vô nghĩa nữa tao làm vậy là để giúp mọi người hắn cầm giá cắm nến trên bàn bước đến bên cạnh quan tài làm sao để xác định quản lý cửa hàng có bị thương hay không thông qua bản thể của nó khi quản lý cửa hàng bộc phát hết sức mạnh của mình người giấy màu máu sẽ hút khô máu của các thi thể trong quan tài và các ký tự màu đen sẽ xuất hiện trên bản thể của nó Sáp trắng đã từ bỏ thuyết phục và quyết định đi vào con đường đen tối cùng với Hàng Phi. Vậy trước tiên mày ở đây xem. Hàng Phi đặt giá cắm nến lên nắp quan tài, một mình chạy vào phòng chuẩn bị của nhân viên. Này! Đừng đặt tôi ở đây chứ. Quỷ còn sợ quan tài nữa sao? Hàng Phi miễn cưỡng trả lời, sau đó gỡ hết ảnh trên tường ở phòng chuẩn bị của nhân viên. Hắn mang ảnh ra ngõ sau nhìn những tàn hồn đang bất an ở trên tường, Trước tiên hắn kể tình hình hiện tại trong cửa hàng tiện lợi. Khi những nhân viên bị giam cầm này biết rằng quản lý không còn ở trong cửa hàng vào lúc này và nó có thể bị thương nặng, một số người trong số họ đã bắt đầu di chuyển. Các vị tiền bối à, những bức ảnh này là khế ước mà mọi người đã ký. Nếu quản lý cửa hàng thực sự muốn kinh doanh tốt cửa hàng này thì tôi sẽ không nói lời nào. Nhưng bây giờ mọi người cũng đã thấy, nó đe dọa, nguyền rủa thân thể, cướp đoạt nhân tính của chúng ta, rồi cuối cùng giam cầm trên bức tường này. Nó đã bóp chết tất cả giá trị của chúng ta mà vẫn còn không muốn buông tha. Nó được một tất lại muốn tiến một thước, tất cả những gì chúng ta có đều trở thành con bài để nó uy hiếp. Mọi người thật sự nguyện ý chịu đựng vĩnh viễn hay sao? Muốn bị nó tra tấn từng chút một đến hồn phi phách tán hay sao? Cảm xúc của hàng phi càng ngày càng sung mãn, càng ngày càng sôi sục. giọng nói của hắn vô cùng uy lực, từng chữ từng câu chắc nịch chuyện này không thể tiếp tục nữa thực sự không thể đêm nay là cơ hội ngàn năm có một chúng ta sẽ khiến nó phải trả giá một tay hàng phi nắm chặt quả đấm còn tay kia nhẹ nhàng đặt ở trên tường một mình tôi thì sức lực có hạn nhưng nếu chúng ta đoàn kết lại sẽ giành được một cơ hội cho dù tiếp tục bị mắc kẹt trong bức tường này chịu đựng sự hành hạ và đau đớn hay chiến đấu hết mình như con thiêu thân lao vào lửa tất cả đều là sự lựa chọn của mọi người tôi sẽ không bắt mọi người phải lựa chọn tôi sẽ là người đi đầu cho dù chỉ có một mình tôi thì đêm nay tôi cũng sẽ không chùn bước mà đứng lên vài giây sau hàng phi đột nhiên cảm thấy cánh tay nặng nề hơn quay đầu lại liền thấy từng cánh tay như thể sắp tiêu tán duỗi ra từ trên tường bọn họ không thể hoàn toàn rời khỏi bức tường việc vươn tay ra đã là cực hạn rồi nhìn thấy nhiều người ủng hộ như vậy bản thân hàng phi cũng chấn động không ngờ quản lý cửa hàng lại hại nhiều quỹ đến như thế tôi sẽ không phụ lòng tin của mọi người. Đứng ở con ngõ, Hàng Phi nói ra kế hoạch của mình. Cuộc nói chuyện giữa hắn với những tàn hồn còn sót lại của toàn bộ nhân viên vô cùng tốt, chỉ cần hắn ra lệnh, những tàn hồn đó sẽ cố gắng hết sức để chống lại người giấy. Sau khi thương lượng xong, Hàng Phi trở lại nhà kho của cửa hàng tiện lợi. Hắn nhét sáp trắng vào túi, sau đó đẩy tất cả các kệ hàng vào tường, dọn ra một đường trống. Anh định làm gì thế? Quan tài này có nặng không? Trong nó nhỏ hơn quan tài bình thường rất nhiều. Hàng Phi bắt đầu hoạt động tay chân. Anh hỏi cái này làm gì? Anh bạn à, anh định làm gì thế hả? Vật phẩm bị nguyền rủa càng lợi hại thì nguyền rủa truyền ra sẽ càng mạnh, nếu tiếp xúc trực tiếp thì có thể sẽ bị ảnh hưởng. Hàng Phi hít sâu một hơi rồi lại bước ra khỏi nhà kho, đẩy mấy cái kệ hàng bên ngoài sang hai bên. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hàng Phi đứng bên cạnh quan tài, mắt nhìn chăm chú vào người giấy. Từng giây từng phút trôi qua, hàng phi đều căng thẳng đến vã mồ hôi tráng, đợi đến hơn 3 giờ sáng, người giấy trong quan tài đột nhiên xuất hiện những vết rách, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu vết máu trên thi thể trong quan tài. Khi máu được hút vào, từng cái tên màu đen bắt đầu xuất hiện trên thân thể nó. Đã đến lúc rồi. Hàng phi đá văng cánh cửa phòng xử lý rác, hướng về phía con ngõ sau hô to. Từng đạo tàn hồn phát ra tiếng gào thét, âm thanh của vong hồn vang lên khắp đường phố người giấy trong quan tài đang tích tụ năng lượng đến thời khắc mấu chốt đột nhiên dường như không kiểm soát được trên người càng ngày càng nhiều vết rách nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất trở nên vô cùng dữ tợn thời cơ đã đến hàng phi đóng nắp quan tài dùng hết sức lực cổng quan tài lên sống lưng hàng phi co rút vẻ mặt thì hoàn toàn biến dạng hắn cổng trên lưng quan tài bên trong có chứa người giấy màu máu liều mạng lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi tránh ra hết cho tôi. Hàng Phi đụng nát cửa kính của cửa hàng tiện lợi, chung gọi hồn ngân vang, hắn chạy đi không ngừng một bước, cứ thế cổng quan tài băng qua đường dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số lệ quỷ. Không có chấp niệm nào dám ngăn cản một kẻ điên rồ như vậy. Kể cả thấy cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Bành Cánh cổng sắt của cư xá hạnh phúc bị bật mở, hàng phi cổng quan tài trên lưng đi thẳng tới tòa nhà block 1 tiểu bác múc bùng đất từ bồn hoa vào trong bát sứ rồi nhanh chóng chạy vào hành lang cô bé lấy từ trong túi ra hạt giống hoa đến từ thế giới tầng cạn nhẹ nhàng vùi sâu vào trong lớp bùng đất đôi mắt xinh đẹp đơn thuần nhìn chăm chú vào bát sứ cô bé không nhúc nhích ngồi sổn dưới đất hình như đang hiếu kỳ không biết khi nào thì những bông hoa rực rỡ sẽ nở trên lớp bùng đất đầy mùi xác thối và âm khí tiểu bác Ngụy hữu phúc đứng ở bên cạnh cô bé sau khi nhìn thấy hạt giống hoa được vùi trong đất trong mắt lóe lên chút xót xa, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn về thành phố bị đêm đen bao phủ ở xa xa ngoài hành lang, Ngụy Hữu Phúc dựa lưng vào tường, nhớ lại những trải nghiệm gần đây. Cuộc sống hoàn toàn tràn ngập tuyệt vọng rốt cuộc xuất hiện một tia sáng, mà người kia giống như là hạt giống hoa vùi trong bùn đất của cõi âm, hắn muốn nở rộ ở trên lớp đất đầy mùi xác thối và âm khí. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể, nhưng hắn vẫn luôn mang đến cho mọi người hy vọng đã mất từ lâu có thể cậu ấy sẽ không trở lại nữa ngụy hữu phúc nhìn thế giới bên ngoài hành lang nhìn đêm tối vô biên trong lòng cảm thấy rất lạnh mình còn tưởng rằng sau khi tới nơi này cũng sẽ không bao giờ phải cảm nhận nỗi đau do mất đi người thân nữa không ngờ bành một tiếng vang rất lớn phá vỡ màn đêm âm u tĩnh lặng ngụy hữu phúc đang buồn bực bèn quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động rồi kinh ngạc mở to hai mắt hàng phi đã trở về sau khi mất tích một ngày một đêm, Hàng Phi lại vác một cổ quan tài trở về. Cái quái gì thế? Ngụy Hữu Phúc gần như không dám tin vào hai mắt của mình, vóc dáng khỏe mạnh quen thuộc đó, cho dù vác một cổ quan tài không ngừng chảy máu, vẫn chạy cực nhanh. Hữu Phúc! Mở rộng cửa! Mở cửa nhanh đi! Tiếng gào thét vang lên từ trong miệng của Hàng Phi, nghe giọng nói quen thuộc, Ngụy Hữu Phúc lập tức mở cửa hành lang. Bành! Hàng Phi vọt vào hành lang, đặt quan tài dưới đất, gọi người. Nhanh gọi mọi người đến. Em mang theo chủ cửa hàng tiện lợi đến. Chủ cửa hàng tiện lợi. Ngụy Hữu Phúc hoàn toàn rối bời, 10 giây trước anh ta còn đắm chìm trong xót xa, tâm trạng còn chưa kịp chuyển biến. Trở tay khóa cửa hành lang, Hàng Phi không màng đến vết thương trên bả vai và sau lưng, lại chạy lên trên tầng, quên đi, anh và tiểu bác bảo vệ quan tài thật kỹ nhé. Không được coi thường. Hắn chạy một mạch, không ngừng gõ từng cánh cửa, cả tòa nhà đều vang lên giọng nói của hàng phi. Từ cầm, ứng nguyệt, từng cổ khí tức tỉnh lại, phát ra âm khí kinh khủng vọt xuống tầng dưới. Quan tài đặt ở tầng một vẫn không ngừng rỉ máu, từ trong quan tài vừa dày vừa nặng phát ra tiếng động. Tiểu bác và ngụy Hữu Phúc đều lui về phía sau mấy bước, bọn họ cảm nhận được lửa giận ngập trời từ trong quan tài này. Quản lý cư xá mang theo thứ gì vậy? vết máu theo các khe hở bao phủ toàn bộ quan tài trên cổ quan tài vốn nguyên vẹn bỗng hiện ra từng vết nứt nguyền rủa và oán khí kinh người va đập vào bốn góc quan tài khi mọi thứ tới đỉnh điểm quan tài đột nhiên nổ nát một người giấy toàn thân đỏ như máu đứng giữa đống máu thịt thi thể đứt gãy trên thân nó đầy thương tích ý thức cũng hơi mờ nhạt đôi mắt của nó tràn đầy căm phẫn mà ngay cả biển máu cũng không thể rửa sạch trong thời khắc tối quan trọng tử chiến tại tòa nhà chết chóc ý thức của nó đột nhiên rối loạn nó vốn đánh úp bất ngờ bỗng bị phản đòn trực tiếp bị cư dân trong tòa nhà chết chóc đánh trọng thương nó biết cửa hàng tiện lợi xảy ra chuyện nhưng ý thức của nó bị cư dân của tòa nhà chết chóc ngăn cản không thể ngay lập tức trở về mãi cho đến khi nỗi lo trong lòng nó càng thêm mãnh liệt nó chấp nhận bị thương nghiêm trọng mới quay trở về được ý thức quay về bản thể nhưng khi nó mở hai mắt ra một cảnh tượng càng thêm kinh người xuất hiện nó không ở trong cửa hàng tiện lợi quan tài cất giữ bản thể lại bị chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ trong nhà kho của cửa hàng tiện lợi gieo đầy nguyền rủa chỉ cần người ngoài tiến vào sẽ bị vô số người giấy vây công mà trên người của nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng bị hạ nguyền rủa đừng nói phản kháng chỉ cần bọn họ rời khỏi cửa hàng khi chưa được mình cho phép vậy sẽ phải chịu nỗi thống khổ không cách nào hình dung nổi không ai có thể trong tình huống như vậy di chuyển quan tài tuyệt đối không chủ cửa hàng đã từng rời khỏi cửa hàng tiện lợi cho tới giờ chưa từng xuất hiện sự cố nào mãi cho đến ngày hôm nay đầu đau như bố bổ nó hàng học nhìn chồng chọc ngụy hữu phúc và tiểu bác nó nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc vấn đề là ở đâu phải hơn mười mấy giây sau đến khi nó nhìn thấy hàng phi quay lại tầng một máu trong toàn thân bắt đầu chảy ngược đôi mắt gần như bị lửa giận xé toạt là mày sau lưng của hàng phi còn lưu lại vết thương do nguyền rủa gây ra trong quỷ văn đầy âm khí trên người hắn còn có một kẻ chết thay đang không ngừng gào thét cầu xin tha thứ. Nếu như mày tỉnh dậy sớm hơn một phút, chắc tao đã tiêu đời rồi, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Chết đi! Người giấy chủ cửa hàng từ sau khi có được ý thức của bản thân, chưa từng tức giận như lúc này. Hàng Phi là nhân viên mà nó đích thân tuyển dụng mới chỉ mấy giờ trước, nó cảm nhận được nhân tính mãnh liệt ở trên người Hàng Phi. Nó muốn chiếm đoạt mọi thứ của Hàng Phi làm của riêng, nhưng nó đã đánh giá thấp sự đáng sợ của nhân tính. Mới chỉ qua mấy tiếng đồng hồ, thậm chí ngay cả đêm đầu tiên cũng chưa qua. Bản thể của nó cùng với quan tài đã bị đưa vào trong cạm bẫy chết chóc. Chết con mẹ mày đi. Nhìn thấy chủ cửa hàng nổi điên, hàng phi bèn lui về phía sau, chị ơi, em tốn rất nhiều công sức mới mang được thứ này về cho chị. Lưỡi dao ăn sắc bén đâm xuyên qua nguyền rũ đỏ như máu, trên thân của người giấy to bằng bàn tay lại có thêm một vết thương chủ cửa hàng không thể đến gần hàng phi nó cảm nhận được trên thân của từ cầm có khí tức tương tự mình chúng đều là nguyền rủa chết đi chết con mẹ chúng mày hết đi quan tài nổ tung máu thịt còn sót lại tập trung trên thân của người giấy quản lý cửa hàng cơ thể của nó tiếp tục lớn hơn từng gương mặt quỷ bắt đầu xuất hiện trên tờ giấy đỏ lòng khi cơ thể của nó phình lớn đến hơn 2 mét nó liều lĩnh lao về phía hàng phi nó đã bị chọc điên cho dù nó có chết cũng phải kéo theo hàng phi đi cùng tờ giấy bị dao ăn cắt nhưng không có ảnh hưởng gì đối với chủ cửa hàng cơ thể của nó có thể biến hóa tự do chỉ cần vị trí cốt lõi nhất không chịu tổn thương nó gần như bất tử trong tình huống ý thức bị ảnh hưởng chịu trọng thương con quỷ này còn có thể phản kháng dữ dội đến vậy chủ cửa hàng duỗi tay về phía hàng phi cánh tay của nó bị dao ăn chém đứt nhưng ngay sau đó tại chỗ đứt lập tức mọc ra một cánh tay làm bằng giấy còn cánh tay cục rơi trên mặt đất cũng không hề biến mất, mà lập tức biến thành một người giấy lao thẳng về phía hàng phi. Giao ăn không ngừng sắc lát thân thể của chủ cửa hàng, giấy trắng tung bay như hoa tuyết. Nhưng chúng không hề chết, ngược lại hóa thành những người giấy nhỏ hơn, đầy cây độc nhìn chòng chọc hàng phi. Nguyền rủa là sở trường của người giấy, mình không thể kinh thường được. Hàng phi thúc giục quỷ văn, để cho âm khí phủ kín toàn thân, hắn còn lấy từ trong ô vật phẩm ra một điếu thuốc sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào. Số lượng người giấy rất nhiều, chỉ một mình từ cầm thì không thể cản hết, song khi đám người giấy cười âm hiểm lao về phía hàng phi, trong hành lang vang lên tiếng khóc quất nghẹn, một cậu bé gầy yếu bước ra. Cậu bé gầy đến mức khiến người ta phải xót xa, song năng lực của cậu bé lại vô cùng quỷ dị, tất cả người giấy chạm vào nó, toàn bộ co quắp ngã xuống đất, quán độc trong mắt biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt đau khổ khóc lóc. Hình như đứa trẻ này có thể cưỡng ép tiêm nhiễm cảm xúc bi thương vào trong cơ thể của lệ quỷ và nguyền rủa, tạo thành tổn thương đối với bọn chúng. Trên vách tường loan lỗ cách cậu bé không xa, đột nhiên mở ra một con mắt rất to. Trong tròng mắt đen nhánh cứ như ẩn chứa một thế giới khác, mọi người giấy tới gần hàng phi đều sẽ bị giam trong nhà tù đen tối ở sâu trong con mắt ấy. Một cơ thể tụ hợp nguyền rủa. Hai oán niệm. Người giấy chủ cửa hàng cảm thấy khiếp sợ nhưng giờ nó cũng không còn đường lùi. Quán hận trong con mắt nồng nặc đến mức gần như hóa thành thực chất, người giấy chủ cửa hàng biết đêm nay nó lành ít dữ nhiều, nó cay độc nhìn chầm chầm tất cả cư dân ở tòa nhà block 1. Muốn giết tao, chúng mày cũng sẽ phải trả giá đắt. Tao ngoại trừ nguyền rủa ra thì cái gì cũng sẽ không lưu lại cho chúng mày. Ép khô tất cả lực lượng của thi thể trong quan tài, cơ thể của người giấy chủ cửa hàng lớn lên nhanh chóng, từng ký tự màu đen lặng yên xuất hiện. Ngay sau đó nó chấm lấy máu của chính mình, muốn vẽ khuôn mặt của mấy người trong tòa nhà lên trên thân của nó. Ngăn nó lại. Nó muốn rửa chết chúng ta. Đây là sát chiêu cuối cùng của vật nguyền rửa. Từ cầm cao giọng la hét, nhưng dao ăn của cô không thể làm tổn thương vị trí cốt lõi của người giấy. Trong lúc cô đang sốt ruột, một cổ oán niệm khủng bố vượt xa tất cả mọi người chậm rãi xuất hiện. Bốt. Tám đôi cánh tay to lớn đập mạnh lên mặt đất, ác quỷ màu máu cao gần bằng tòa nhà ba tầng siết chặt người giấy. Nó dùng phương pháp nguyên thủy nhất, bạo lực nhất, liên tục đấm, mạnh mẽ đập nát ý thức của người giấy. Hỗn loạn. Tà ác. Điên cuồng. Tuyệt vọng không ngừng tụ tập, ác quỷ màu máu kia mỗi một quyền đều mang theo tám loại đau khổ khác nhau. Tòa nhà đang rung chuyển, vẻn vẹn chỉ dùng 5 giây, những người giấy trên sàn nhà cũng đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại người giấy màu máu to cỡ bàn tay lúc đầu âm khí và sát khí hùng hậu bay ra khỏi người giấy tràn đầy vết rách đều bị các bạn hàng xóm chung quanh hấp thu. Âm khí mà người giấy chủ cửa hàng tích lũy từ khi bắt đầu sản sinh ý thức đến giờ, bị các bạn hàng xóm ở tòa nhà block một chia ăn, tất cả mọi người đều lộ vẻ thỏa mãn. Một lúc lâu sau, khi các bạn hàng xóm đã nuốt hết âm khí trong cơ thể của chủ cửa hàng, họ vây xung quanh người giấy. Ý thức của nó đã bị phá hủy hoàn toàn, Bây giờ người giấy màu máu chỉ còn là một vật phẩm nguyền rũ bình thường mà thôi. Người giấy này là do hàng phi mang về. Chúng ta đã nuốt âm khí của nó và đã thu được được khá nhiều lợi ích. Tôi nghĩ người giấy còn lại này sẽ trao cho hàng phi. Trạng thái dung hợp được dỡ bỏ và ngụy Hữu Phúc đang yếu ớt ngồi trên bậc cầu thang, sự tuyệt vọng và lý trí trong mắt anh ta đang xen nhau. Tôi cũng đồng ý, nhưng tiếp xúc trực tiếp với vật phẩm nguyền rũ sẽ rất nguy hiểm từ cầm nhặt người giấy đầy vết rách trên mặt đất lên tôi đã từng nhìn thấy người giấy màu máu này rồi nó trốn ở sâu bên trong cửa hàng tiện lợi kiểm soát vô số người giấy và oan hồn rất khó đối phó tôi thực sự không ngờ có một ngày nó lại chết trong hành lang của chúng ta chị ơi chị có biết nguồn gốc của thứ này không hàng phi vẫn rất hứng thú với người giấy màu máu hiện tại hắn đang thiếu công cụ để bảo vệ mình bản thân người giấy này không có gì đặc biệt sở dĩ nó trở thành như vậy là bởi vì nguyền rủa trên nó rất đặc biệt từ cầm đặt người giấy màu máu trước mặt hàng phi ban đầu nó là một người giấy thế thân người giấy thế thân khi cưng bị nguyền rủa cưng có thể dùng người giấy thế thân để chuyển nguyền rủa sang cho nó từ cầm kiên nhẫn giải thích với hàng phi chị chưa từng thấy nguyền rủa trên người giấy này nhưng chị có thể để cho nó không làm tổn hại đến cưng nói xong từ cầm cầm dao rạch cổ tay mình để máu chảy lên người giấy không phải lúc nào chị cũng có thể đi theo cưng được nhưng chị có thể để máu của mình luôn bên cưng khi máu của từ cầm hoàn toàn bao phủ người giấy cô đặt người đàn ông giấy dưới tay trái của mình sau đó cầm con dao ăn bằng tay phải đâm trực tiếp vào tay trái của mình xuyên vào người giấy từng hình bóng bệnh hoạn xẹt qua đôi mắt đỏ tươi từ cầm đang lẩm bẩm điều gì đó một lúc sau cô rút dao ăn ra và đưa người giấy đã hoàn toàn thay đổi hình dạng cho hàng phi bây giờ nó sẽ không chỉ không làm tổn thương cưng mà còn giúp cưng khi cưng gặp nguy hiểm. Hàng Phi cầm lấy người giấy bằng cả hai tay, người giấy màu máu bây giờ trông giống hệt từ cầm, với đôi mắt đỏ tươi và bờ môi đỏ như máu. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã thành công thu được vật phẩm nguyền rũ ranh ép, người giấy. Người giấy, trạng thái bị hư hỏng đây là vật phẩm nguyền rũ đầu tiên thuộc về bạn. Khi bạn nhớ cô ấy đủ nhiều, cô ấy sẽ xuất hiện, chia sẻ nỗi tuyệt vọng và đau đớn cùng bạn giúp bạn thoát khỏi khó khăn. Chú ý! Người giấy đang ở trong tình trạng hư hỏng và chỉ có thể phát huy 50% sức mạnh của nó. Hãy sửa chữa nó càng sớm càng tốt. Người chơi số 00000 hãy chú ý! Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính tuyến ranh dê, nhân viên cửa hàng tiện lợi. Điểm kỹ năng, phần thưởng nhiệm vụ cơ bản cộng 1. Người chơi số 0000, hãy chú ý! Nhiệm vụ ban đầu yêu cầu bạn phải sống sót qua một đêm. Vì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bạn vượt quá 500%, một phần thưởng đặc biệt được bổ sung danh hiệu chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng, không rõ level bạn đã trở thành tân chủ cửa hàng của cửa hàng tiện lợi ít dân. Trách nhiệm của người chủ cửa hàng là giám sát và quản lý công việc hàng ngày của cửa hàng, thường xuyên đánh giá hiệu quả công việc của cấp dưới, thiết lập hình ảnh thương hiệu tốt, thiết lập mối quan hệ hài hòa với khách hàng và nhân viên. Mong bạn hãy ghi nhớ những điều này và trở thành người chủ cửa hàng tiềm năng. Sau khi đọc xong thông tin nhắc nhở của hệ thống, Hàng Phi thử chạm vào người giấy. Hắn không thấy bất kỳ tác động tiêu cực nào, những cảm xúc tiêu cực trong vật phẩm nguyền rũ đều bị chặn lại bởi một lớp máu mỏng. Chị ơi, chị không sao chứ? Từ cầm không thoải mái vì lần trước đã lạc mất, Hàng Phi nên lần này cố ý tạo ra vật phẩm nguyền rũ đặc biệt bằng chính máu của mình, đồng thời muốn để vật phẩm nguyền rũ này bảo vệ Hàng Phi cưng đã rất khó khăn gian khổ để mang người giấy về bọn chị cũng đã nuốt một lượng lớn âm khí cưng xứng đáng nhận được người giấy thế thân còn lại này trên khuôn mặt từ cầm vẫn nở nụ cười quyến rũ cảm ơn chị đúng rồi trả lại con dao cho chị này hàng phi trả lại con dao ăn mà từ cầm cho hắn mượn dao ăn của từ cầm là một bộ hoàn chỉnh thiếu một cái sẽ ảnh hưởng nhất định đến thực lực của cô sau khi trò chuyện với mọi người một lúc các bạn hàng xóm đã tăng uống no nê trở về căn hộ, Hàng Phi cũng dìu Ngụy Hữu Phúc trở lại căn hộ ma ám 1044. Hàng Phi, sau này em không bao giờ được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Ngụy Hữu Phúc giống như một người cha già tận tình. Vâng, lần sau em sẽ không mạo hiểm nữa. Hàng Phi kêu Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bác nghỉ ngơi thật tốt, hắn đứng bên cửa sổ nhìn cửa hàng tiện lợi bên kia đường, mình cũng có sản nghiệp của riêng mình rồi, nhưng để giữ vững phần sản nghiệp này e rằng sẽ rất khó. Hiện tại người giấy chủ cửa hàng vẫn còn uy lực, đám ma quỷ xung quanh không dám đi qua, nhưng qua một thời gian sau khi chúng phát hiện ra rằng chủ cửa hàng đã chết, mọi thứ có thể sẽ khác. Người duy nhất trong tòa nhà thích ra ngoài là từ cầm, nhưng cũng không thể làm phiền từ cầm trong coi cửa hàng tiện lợi được. Xoa xoa huyệt thái dương, hàng phi cảm thấy vẫn phải tự mình tìm vài nhân viên đáng tin cậy, mong là nhân viên một mắt, cùng các vị tiền bối trong con ngõ sau đều không sao. Người anh em, anh có nghe thấy tôi nói không? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong túi của hàng phi, sáp trắng len lén chui đầu ra khỏi, anh đã lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu để giết chủ cửa hàng à? Tôi có thể gia nhập cùng các anh được không? Suýt nữa thì quên mất mày rồi. Hàng Phi không có ý định làm tổn thương sáp trắng, hắn muốn kinh doanh cửa hàng tiện lợi nên cần một nhân viên cũ có kinh nghiệm, sáp trắng là một ứng cử viên sáng giá bị ánh mắt hàng phi nhìn chằm chằm sáp trắng có chút sợ hãi nhưng sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề gì người ta là thớt mình là cá làm sao có thể chạy thoát được tương lai mày có thể giúp tao trông coi cửa hàng tiện lợi đó chỉ cần tao vẫn ở đây sẽ không có ai làm hại mày anh thực sự muốn kinh doanh cửa hàng đó sao khuôn mặt trong sáp trắng hiện lên một nụ cười gượng gạo có rất nhiều ma quỷ lui tới ngã tư đường nếu không chú ý thì sẽ dẫn đến họa sát thân chìa khóa đầu tiên để tồn tại trên thế giới này là khiêm tốn cửa hàng tiện lợi chỉ là bàn đạp của tao mà thôi mục tiêu thực sự của tao là trường học viện tư thục ít dân ở con phố bên kia hàng phi nhìn những tòa nhà tối tăm bên ngoài cửa sổ lối cửa sau của cửa hàng tiện lợi ít dân rất gần với lối vào cổng chính của trường sau khi chiếm được cửa hàng tiện lợi sẽ rất dễ dàng để đi đến trường học viện tư thục ít dân từ cư xá hạnh phúc trường học trường học đó không đơn giản, bên trong còn có người quản lý. Sáp trắng nhận ra mình đã nói sai và nhanh chóng im lặng, nhưng đã quá muộn. Mày còn biết tình hình của trường học đó sao? Hàng Phi hứng thú. Tôi cũng không hiểu rõ. Tôi chỉ biết rằng trước đây trường học có thể vào được mà không ra được. Có một vị hiệu trưởng vô cùng đáng sợ. Nhưng gần đây, trường này dường như có điều gì đó không ổn, không ngừng có học sinh từ trong trường học chạy ra. Sáp trắng thận trọng nhắc nhở Hàng Phi, trường học đó rất kỳ quái, tôi khuyên anh tuyệt đối không nên có ý đồ với nó, sẽ dẫn lửa thiêu thân đấy. Tao không muốn có ý đồ với nó, nhưng nó sẽ có ý đồ với tao. Hàng Phi còn chưa quên vài ngày trước có một nữ sinh bị ép vào bên trong cư xá, cô bé còn chuẩn bị làm hại mình nữa. Trước tiên hãy bảo vệ cửa hàng tiện lợi, sau đó từ từ tìm kiếm cơ hội thăm dò trường học viện tư thục ít dân. Hắn cũng biết trường học nguy hiểm, nhưng trường này được quản lý tiền nhiệm đặc biệt khoanh vào bản đồ rất có thể trong trường còn có một mảnh ký ức khác của người quản lý được cất giấu và hắn có lý do để đi lấy người giấy nhún máu từ trong túi ra hàng phi làm cho sáp trắng sợ hãi đến mức gào thét lên hắn cau mày đầu tiên định đưa sáp trắng vào ô vật phẩm nhưng hệ thống nhắc nhở cất giữ thất bại sau đó hắn lại thử đưa người giấy màu máu vào ô vật phẩm và lần này hắn đã thành công ngoài mong đợi vật phẩm nguyền rủa có thể bỏ được vào ô vật phẩm sao? Nhưng trước đó mình đã thử với con dao ăn của từ cầm mà không được. Chẳng lẽ chỉ những vật phẩm nguyền rủa thuộc về mình thì mới có thể cho được vào ô vật phẩm? Sau nhiều lần thử đi thử lại, Hàng Phi đã đi đến kết luận rằng muốn đặt một vật phẩm nguyền rủa vào ô vật phẩm, trước hết phải đáp ứng được hai điều. Thứ nhất, vật phẩm nguyền rủa không thể sinh ra ý thức của mình, vật phẩm mà bản thân nó có ý thức sẽ không thể bỏ được vào ô vật phẩm. Thứ hai, bản thân hàng phi phải được vật phẩm nguyền rủa chấp thuận và hắn chỉ có thể bỏ vật phẩm nguyền rủa vào ô vật phẩm khi nó không tấn công hắn ngược lại điều này có thể lợi dụng được tốt sau này khi gặp phải kẻ địch trước tiên sẽ tỏ ra yếu thế sau khi đối phương thả lỏng cảnh giác hắn sẽ lấy vật phẩm nguyền rủa ra bất ngờ giết chết đối phương hàng phi cầm người giấy màu máu trong tay trên mặt lộ ra nụ cười sau khi nhìn thấy hàng phi lúc này sáp trắng ở bên cạnh mí mắt nhảy dựng lên thậm chí không dám có bất kỳ suy nghĩ méo mó nào sắp trắng làm việc trong cửa hàng tiện lợi đã lâu từng thấy đủ loại cô hồn giả quỷ và nhiều loại quái vật khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải người như hàng phi nhìn nụ cười trên mặt hàng phi lúc này đáy lòng nó cảm thấy sợ hãi cũng không đoán được đằng sau nụ cười là cảm xúc gì nó không cảm thấy một chút hạnh phúc nào từ nụ cười đó chỉ có một cảm giác thích thú khó tả người đàn ông trước mặt như đang đeo xiềng xích nặng nề và cầm một thanh đao đẫm máu nhảy múa dưới vực sâu của địa ngục sự phức tạp của nhân tính con người được thể hiện một cách sinh động ở người đàn ông này anh ta sợ hãi và bất an nhưng đồng thời anh ta dường như đã quen với loại sợ hãi đó với một tốc độ đáng kinh ngạc lẳng lặng tránh khỏi tầm mắt sáp trắng không dám nhìn hàng phi hàng phi cũng phát hiện sáp trắng đột nhiên trở nên rất biết điều hắn cũng không nghĩ sâu xa còn tưởng rằng đối phương có thể hạ thấp thái độ vì hắn giết chết chủ cửa hàng nhìn thành phố ngoài cửa sổ hàng phi nhớ lại trong đầu tấm bản đồ mà người quản lý tòa nhà để lại vị trí của cư xá hạnh phúc rất hẻo lánh tất cả những tòa nhà nguy hiểm ở khu vực này đã được đánh dấu bởi người quản lý so với những khu vực khác khu vực nơi cư xá hạnh phúc tọa lạc được coi là rất an toàn mình phải biết quý trọng điều này có hai cách để đi đến lối ra do người quản lý tòa nhà đánh dấu một là nâng cao thực lực của bản thân sau đó bí mật băng qua thành phố mục tiêu càng nhỏ càng ít yêu ma quấy nhiễu cuối cùng sẽ tới được lối ra một cách khác là kiên định chiến đấu dọn sạch tất cả những yêu ma trong tất cả các tòa nhà chiếm thành của riêng mình và đẩy khu vực mình kiểm soát đến hết lối ra cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng mình có thể thực hiện chúng cùng một lúc hàng phi đứng trong tòa nhà ánh mắt nhìn chăm chú vào trường học viện tư thục ít dân ở phía xa mỗi quan hồn của thế giới tầng sâu này đều có chấp niệm riêng bọn chúng rất khó liên kết lại với nhau cùng một chỗ đây là cơ hội của mình so với một mình chiến đấu đông người sẽ là thế mạnh ngón tay đặt trên cửa sổ hàng phi vẽ một đường thẳng cư xá hạnh phúc cửa hàng tiện lợi ít dân và trường học viện tư thục ít dân sau khi kết nối ba nơi này mình có thể xây dựng một lối đi an toàn tập hợp lực lượng ở ba nơi hỗ trợ lẫn nhau và khám phá các khu vực lân cận xa hơn. Cuộc sống hoàn hảo ban đầu vốn là một trò chơi hệ chữa trị, nhưng Hàng Phi đã quyết định chuyển sang một lối chơi khác. Hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ không thoát khỏi trò chơi, mãi đến gần 4 giờ sáng, cuối cùng hắn mới nhìn thấy người mà mình đợi. Nhân viên một mắt quay trở lại cửa hàng tiện lợi với một người giấy rách tả tơi trên lưng. Người phụ nữ mặc váy cưới không cùng anh ta trở về cô ta bị hồn phi phát tán rồi sao? Hay là bị mắc kẹt trong tòa nhà chết chóc? Bỏ sáp trắng vào trong túi, hàng phi bây giờ có thể thoát game bất cứ lúc nào nên lại chạy ra khỏi tòa nhà block 1. Thừa dịp không có ai xung quanh và trong khi vẫn còn mặc đồng phục, hắn lao vào cửa hàng tiện lợi ít dân. Chung gọi hồn vang lên, nhân viên một mắt sững sờ đứng bên trong cửa hàng tiện lợi với người giấy rách tả tơi trên lưng. Các kệ hàng bị đổ, các vật dụng khác nhau vương vãi khắp sàn nhà, thậm chí cửa kính của cửa hàng cũng bị đập vỡ. Nghe thấy tiếng bước chân, nhân viên một mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt duy nhất còn lại là tràn đầy nghi hoặc. Cửa hàng bị phá rồi sao? Nếu như chỉ là cửa hàng bị đập phá, vậy tôi khẳng định là đã rất khổ sở. Mấu chốt là quản lý cửa hàng cũng bị hồn phi phách tán rồi. Hàng phi vừa mở miệng đã nói ra lời hổ báo, một mắt đã bị chấn động. Nhìn chầm chầm đồng phục nhân viên trên người hàng phi, trong mắt anh ta chậm rãi khôi phục vài phần tỉnh táo, vội vàng đi vào nhà kho. Các kệ hàng được đẩy sang một bên tường, và những người giấy với vẻ mặt buồn tẻ nằm rải rác khắp sàn nhà. Anh ta đi qua đám người giấy và nhìn vào khoảng trống phía sau kệ hàng cuối cùng, trực tiếp sững sờ. Quan tài của chủ cửa hàng đâu? Nó đã bị phá nát cùng với chủ cửa hàng rồi. Hàng phi ra hiệu cho nhân viên một mắt đi theo mình, hai người cùng nhau mở cửa sau của cửa hàng tiện lợi đi đến con ngõ u ám. Các vị tiền bối, người chủ cửa hàng giam cầm và nghiền ép mọi người đã hồn phi phách tán rồi. Nguyền rủa mà nó gieo vào mọi người hẳn cũng đã được giải trừ, mọi người có thể thử thoát ra khỏi bức tường xem sao. Những quỷ hồn bị phong ấn trong bức tường không dám tùy ý rời đi. Một khi nguyền rủa được kích hoạt, hồn thể yếu ớt của họ có thể trực tiếp tan biến. Con ngõ bỗng trở nên yên tĩnh, một lúc sau, có một bà cụ thử cố gắng bước ra khỏi tường. Bà cụ hoàn toàn thoát khỏi bức tường, hồn thể không bị bất kỳ thương tổn gì sau một vài giây con ngõ phía sau dường như hoàn toàn sôi sục từng đạo âm hồn lần lượt xuất hiện tuy rằng bọn họ chỉ còn sót lại một chút ý niệm nhưng thật sự số lượng quá lớn khi tụ lại cũng tỏa ra oán khí kinh người từ hôm nay sẽ không ai hạn chế quyền tự do của mọi người những gì tôi hứa đã thực hiện được hàn phi đã cho tất cả tàn hồn sự tự do nhưng hầu hết tàn hồn đều không hề rời khỏi con ngõ Bọn họ không có bất kỳ khả năng tự bảo vệ nào, đoán chừng rời khỏi đây không bao xa sẽ bị đám quỷ hồn xung quanh nuốt chửng. Hàng Phi cũng cân nhắc tới tình huống này, chúng ta có duyên gặp được nhau là vì cái cửa hàng tiện lợi này, nếu như mọi người thật sự không có nơi nào khác để đi thì có thể tiếp tục ở lại đây, xem nơi này như chính là nơi sinh hoạt của mình, không có ai nghiền ép, cũng không có ai kinh thường, tất cả mọi người đều bình đẳng. Tôi sẽ biến nơi đây thành một ngôi nhà có thể che mưa che gió giang hai tay ra, hàng phi chân thành nhìn tất cả tàn hồn, mọi người có thể rời đi bất cứ lúc nào, không ai cản trở tự do cả. Nếu ở bên ngoài mệt mỏi thì có thể trở lại bất cứ lúc nào miễn là tôi còn ở cửa hàng này, cánh cửa sẽ luôn rộng mở, luôn chào đón mọi người. Tàn hồn đã mất đi sức mạnh không còn nơi nào để đi, bản thân cái thế giới tầng sâu này là một thế giới không có nơi nào để đi cả, chỗ nào cũng là tuyệt vọng và thống khổ, ngược lại là hàng phi đã mang đến một chút ấm áp. Hắn nói xong liền đi vào trong, những người còn lại hầu như không chút do dự, đều lựa chọn đi vào cửa hàng cùng hắn. Người giấy chủ cửa hàng chọn cách kiểm soát nhân viên bằng những nguyền rũ và tra tấn, trong khi hàng phi sẵn sàng tin tưởng và chủ động kết nạp tất cả mọi người. Nhưng nếu không có hành động tàn bạo của người giấy thì tàn hồn cũng sẽ không nhận ra hàng phi thật là tốt, sẽ không chủ động đi theo hàng phi. Tập hợp những tàn hồn này lại sẽ là một lực lượng không thể xem thường, đồng thời họ đều là những nhân viên lão làng dày dặn kinh nghiệm sau khi được tàn hồn tán thành hàng phi nhìn về phía nhân viên một mắt thật ra tôi không làm tất cả những việc này vì bản thân tôi đã từng gặp một đứa trẻ rất dễ thương nó hy vọng rằng tôi có thể tìm được anh trai của nó nghe được hai chữ anh trai một cảm xúc lẫn lộn lóe lên trong đôi mắt đục ngầu của một mắt cậu bé tên là đom đóm cùng mẹ sống ở khách sạn bên cạnh cửa hàng tiện lợi sử dụng năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, Hàng Phi vỗ nhẹ bả vai nhân viên một mắt, hãy đi gặp bọn họ đi, đừng để bọn họ lo lắng. Sau khi đoàn tụ xong, tôi hy vọng anh có thể quay lại đây để giúp tôi. Hàng Phi cảm nhận được sự kích động cùng đau đớn từ một mắt, cũng như tình yêu dành cho gia đình của anh ta. Trước kia đây từng là một cửa hàng ăn thịt người, đầy máu và rác rưởi. Bây giờ tôi muốn thay đổi hoàn toàn cửa hàng này và biến nó thành một nơi không có tuyệt vọng, nơi những linh hồn có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Ánh mắt hàng phi vô cùng chân thành, nhân viên một mắt nhìn hắn chầm chầm hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, tôi sẽ ở lại. Khi một mắt thốt ra những lời này, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu hàng phi. Người chơi số không hãy chú ý. Dưới ảnh hưởng của chức danh chủ cửa hàng, độ thân thiện của Huỳnh Long, cộng 10. Anh ta quyết định trở thành nhân viên cửa hàng của bạn. Huỳnh Long, quán niệm bên trong cửa hàng tiện lợi anh ta từng là một khách hàng, từng là một loại hàng hóa và từng là một nhân viên bán hàng. Anh ta đã trải qua rất nhiều thống khổ cùng tra tấn. Hàng Phi biết một mắt rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng là một kẻ đầy oán niệm, từ đó có thể suy ra anh ta đã phải chịu đựng sự thống khổ và kinh hãi như thế nào. Quán niệm cũng chia thành mạnh yếu. Một mắt hẳn là thuộc loại yếu. Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần nuốt đủ thức ăn nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Cùng với một mắt, Hàng Phi bàn bạc với tất cả những tàn hồn về con đường đi trong tương lai. Người phụ nữ mặc váy cưới đã bị chủ cửa hàng lừa một lần, có khả năng sẽ tìm đến, để an toàn, Hàng Phi quyết định tạm ngừng kinh doanh trước. Hắn còn căng dặn một mắt rằng nếu cô ta đến, anh ta hãy mang theo tất cả tàn hồn cùng chạy trốn đến cư xá hạnh phúc. Sau khi giải quyết công việc của cửa hàng tiện lợi xong, Hàng Phi chạy trở lại tòa nhà Block 1 ở cư xá hạnh phúc với tốc độ nhanh nhất. Hắn trở về căn hộ ma ám 1044 để tìm Ngụy Hữu Phúc, sau đó dặn anh ấy rằng nhân viên một mắt có thể sẽ đến để ẩn náu rồi mới thoát game. Một màu máu bao trùm thế giới, ý thức bắt đầu thoát khỏi. Thật sự là một đêm dài và kích thích. Cởi mũ bảo hiểm trò chơi ra, Hàng Phi tê liệt ngã xuống giường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một đêm, Hắn từ nhân viên bán hàng trở thành chủ cửa hàng, hắn cũng không nghĩ tới tốc độ thăng chức lại nhanh như vậy. Sau khi cử động cơ thể có phần cứng ngắc, hàng phi nhận thấy ngón tay mình khẽ rung lên, hắn sợ hãi siết chặt nắm đấm. Hắn có thể sống sót qua một đêm và chiếm được một cửa hàng tiện lợi, tưởng chừng như kết quả rất tốt, nhưng trên thực tế, nếu nghĩ lại toàn bộ quá trình chơi game, chỉ cần sơ suất ở một mắt xích, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Hắn đã đánh cược mạng sống của mình, và cuối cùng đã có được một chút hy vọng sống. Vẫn còn quá yếu, mình mới chỉ ở level 7. Theo giới thiệu trên trang web chính thức của Cuộc Sống Hoàn Hảo, người chơi chỉ có được nghề nghiệp chính thức đầu tiên ở level 10, lúc đó thực lực sẽ được cải thiện đáng kể. Các quy tắc chung của thế giới tầng cạn và thế giới tầng sâu chắc hẳn là tương đồng, chỉ có cái nghề nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm. Hàng Phi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghề nghiệp này trên trang web chính thức hắn không biết rõ định hướng tương lai và kế hoạch tiếp theo cho nghề nghiệp này. Trong trò chơi cuộc sống hoàn hảo, bình thường, việc tăng level giai đoạn đầu rất dễ dàng, nếu bạn chịu khó, một ngày là đủ để lên level 10. 10 level đầu tiên là để người chơi làm quen với các hoạt động và thế giới của trò chơi, sức hấp dẫn thực sự của trò chơi này bắt đầu sau level thứ 10. Có được sự nghiệp như mong muốn, trải nghiệm cuộc sống mơ ước, tự tay nắm lấy tương lai tươi đẹp và huy hoàng đây chính là ý nghĩa của một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng đối với Hàng Phi hiện tại, hắn cũng không có nghĩ đến cuộc sống mơ ước hay tương lai huy hoàng gì, hắn chỉ muốn có thể còn sống sót để ngày hôm sau được nhìn thấy ánh mặt trời. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, tốt hơn hết là hãy nâng cấp level thật nhanh. Hai mắt nhắm lại, đầu óc Hàng Phi trống rỗng, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. 8 giờ sáng, Hàng Phi đã bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, hắn tranh thủ tắm rửa sơ qua rồi vội vàng đến đoàn làm phim. Mình đã ký một thỏa thuận chia lợi nhuận với đoàn làm phim. Nếu phim bán vé chạy, mình sẽ thu được một khoản tiền lớn, đến lúc đó sẽ không phải khẩn trương như này. Chạy nhanh đến tầng 1, còn chưa bước ra khỏi hành lang hàng phi đã nhìn thấy lệ tuyết và một vị cảnh sát khác ở trước mặt. Mọi người tới đây tìm em sao? Ở đây không tiện, lên xe cảnh sát nói chuyện đi. Lệ tuyết nắm lấy cánh tay hàng phi, vẻ mặt có chút nghiêm túc ba người đi đến một chiếc xe cảnh sát trông rất bình thường trước khi hàng phi lên xe một cảnh sát khác đã lấy thiết bị dò tìm ra quét qua hàng phi sau khi xác định hàng phi không mang theo đồ vật gì nguy hiểm anh ta lịch sự mượn điện thoại di động của hàng phi bỏ vào một chiếc túi chuyên dụng chiếc túi này dường như có thể chặn tín hiệu lên xe đi hàng phi thành thật bước vào xe cảnh sát lệ tuyết cùng người cảnh sát kia cũng không có vào theo hắn mà là đóng cửa xe canh giữ ở bên ngoài. Trịnh trọng như vậy sao? Ở một khoảnh khắc nào đó, Hàng Phi còn tưởng rằng hộp đen bị bại lộ, nhưng dù cảm thấy bất an, trên mặt hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, đây là tố chất cơ bản của một diễn viên. Hàng Phi, người sống sót sau một đêm đẫm máu ở trại trẻ mồ côi hạnh phúc, đã không thực hiện bất kỳ hành vi nguy hiểm nào kể từ khi nhập dữ liệu thông tin công dân cho đến nay và có xếp hạng mức độ nguy hiểm bằng không. Trên ghế sau của xe cảnh sát, một vị cảnh sát khoảng hơn 60 tuổi đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Bác là ai? Hàng Phi ngồi bên cạnh ông lão, khóe mắt liếc nhìn điện thoại di động của ông, trên màn hình không có thông tin mà ông lão vừa đọc, chỉ có hình vẽ con bướm có cái cánh bị xé toan. Khoa học kỹ thuật đã phát triển nhanh chóng trong 30 năm qua. Những điều từng được coi là thần thánh trong quá khứ giờ đây đã lan tỏa đến từng hộ gia đình. Trí tưởng tượng của nhiều người thậm chí không thể theo kịp tốc độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đã thay đổi cuộc sống của chúng ta nhưng nó cũng mang lại một số rắc rối so với tội phạm ngày xưa tội phạm bây giờ khó giải quyết hơn ẩn náu sâu hơn nguy hiểm hơn hung ác hơn ông lão cất điện thoại di động ngẩng đầu nhìn hàng phi tướng mạo ông rất bình thường thuộc kiểu người trong nháy mắt sẽ quên ngay nhưng ánh mắt lại quá đặc biệt giống như biển sâu tĩnh lặng bác à cháu còn đang phải gấp rút quay phim bác có thể nói trực tiếp được không Ấn tượng của Hàn Phi đối với cảnh sát rất tốt, hai bên là mối quan hệ hợp tác, tài khoản mạng xã hội của hắn cũng đã được nhiều cơ quan chức năng theo dõi. Tôi là thầy của Lệ Tuyết, trước đó tôi đã từng nằm viện, cho nên trì hoãn đến tận bây giờ mới đến cảm ơn cậu được. Tư thế ngồi của ông lão rất thoải mái, nhìn thoáng qua cũng không phát hiện ra sơ hở nào. Vì vụ án chặt thay ghép xác hay sao à? Không cần cảm ơn, đây là điều cháu nên làm. Không Ông lão lắc đầu, nghiêm túc nói, bởi vì cánh bướm. Ông cất điện thoại di động đi, dường như vô tình nói với hàng phi một chuyện rất bí mật, hệ thống thông tin công dân chia tội phạm thành 6 loại theo mức độ nguy hiểm, từ A đến F. Ngoài 6 cấp độ này, còn có một loại tội phạm khác mà hệ thống không thể đánh giá được, chúng nguy hiểm hơn tội phạm loại A, giảo hoạt, khó đối phó vô cùng, nhưng mức độ nguy hiểm của chúng trong hệ thống luôn bằng không. Cháu luôn cảm thấy rằng bác đang ám chỉ cháu. Hàng Phi biết rằng mức độ nguy hiểm của mình là không. Sở cảnh sát của chúng tôi gọi loại tội phạm này là tội phạm cấp S và một số người gọi chúng là tội phạm siêu cấp. Cánh bướm là tội phạm siêu cấp mà chúng tôi đã điều tra trong 10 năm. Các người một mực điều tra cánh bướm. Cánh bướm giết người mà chưa từng động thủ, nạn nhân hoặc sẽ chết trong tay của những người không liên quan, hoặc chết do tai nạn hoặc tự sát. Trong nhiều trường hợp chúng tôi thậm chí không có cách nào phán đoán liệu cái chết của một người có liên quan đến cánh bướm hay không giọng điệu của ông lão bình thản nhưng ánh mắt lại có chút gì đó đáng sợ nạn nhân tử vong theo nhiều cách thức kỳ lạ khác nhau cuộc điều tra của chúng tôi về cánh bướm đang tiến triển chậm chạp cho đến gần đây chúng tôi mới bắt được thủ phạm thực sự của vụ án mô hình cơ thể người các người đã tìm ra manh mối liên quan đến cánh bướm rồi ạ à. mạnh trường an là người duy nhất thực sự tiếp xúc với cánh bướm chúng tôi đã cố cậy miệng hắn khi chúng tôi ngày càng biết nhiều thông tin hơn cánh bướm sẽ ngày càng trở nên điên cuồng hơn và rất có thể nó sẽ đến tìm cậu ông lão nhìn vào mắt hàng phi chăm chú thật lâu hôm nay tôi đến đây ngoài việc đích thân bày tỏ lòng biết ơn với cậu thì chủ yếu muốn nhắc nhở cậu cánh bướm chắc chắn sẽ đến tìm cậu trong thời gian này cậu đừng rời khỏi tân hổ đừng ra ngoài một mình vào buổi tối mặt khác cố gắng đừng đến gần trường học và bệnh viện tại sao cháu không thể đến hai nơi này? Căn cứ vào thông tin được phản ứng từ sơ đồ tiềm thức não bộ của Mạnh Trường An, khi chúng tôi đề cập đến hình dạng của cánh bướm, nhận dạng được thông tin, não bộ hắn luôn sinh ra phản ứng vi diệu đối với hai nghề giáo viên và bác sĩ. Có thể nào trong suy nghĩ của Mạnh Trường An, cánh bướm chính là người thầy đã dạy hắn và cũng chính là bác sĩ đã trị liệu cho hắn? Hàng Phi đưa ra suy đoán của mình. Sơ đồ tiềm thức chỉ là một trong những bằng chứng. Từ Mạnh Trường An, chúng tôi còn phát hiện ra cánh bướm có liên quan đến một vụ án khác. Vụ án này xảy ra ở trường học viên tư thục ít dân ở ngoại thành. Lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng cái chết của đứa trẻ kia chỉ là một tai nạn, cho đến khi chúng tôi điều tra lại mới phát hiện ra rằng cái chết của đứa trẻ đã được dự báo trước. Trường học viện tư thục ít dân. Hàn Phi biểu lộ vẻ mặt lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, có chút không hiểu, trường học đó đã xảy ra chuyện gì vậy? có bốn vụ án mạng liên tiếp xảy ra tại ngôi trường đó chỉ trong một tháng. Điều kỳ lạ là có người đã dự đoán trước rằng các vụ án mạng đó sẽ xảy ra, nhưng những người lớn trong trường không ai để ý. Người thầy của Lệ Tuyết tựa lưng vào ghế, ông nhớ lại vụ án giết người trước kia. Dự đoán trước được án mạng sao? Bốn vụ án mạng tương ứng với bốn người đã chết. Người chết đầu tiên là một nhân viên bảo vệ trường học, bị chết đuối ở con lạch phía sau trường sau khi say rượu. Người chết thứ hai là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 cấp 1, bị sát hại trong nhà vệ sinh của ký túc xá, hung thủ Ngụy Trang hiện trường thành vụ án tự sát. Người chết thứ ba là một tên lưu manh ở bên ngoài trường học, hắn yêu một nữ sinh trong trường, cuối cùng té lầu mà chết, hiện trường cái chết cũng được Ngụy Trang như một vụ tự sát, người chết cuối cùng tên là Kim Sinh, cậu bé là học sinh mới của lớp 4. Có mối liên hệ nào giữa bốn người đã chết à? Hung thủ giết người một cách ngẫu nhiên hay đã tính toán trước. Cái chết của bốn người họ đều được ngụy tạo như một vụ tự sát. Thân phận và nghề nghiệp của bốn người họ khác nhau và họ dường như không có bất cứ mối liên hệ nào. Tuy nhiên, ngay trước khi xảy ra án mạng, đứa trẻ tên Kim Sinh đã dự đoán về cái chết của những người khác theo một cách đặc biệt. Ông lão không giấu giếm hàng phi bất cứ điều gì và ông dường như cũng không nói dối về những chuyện này. Người chết cuối cùng dự đoán về cái chết của những nạn nhân khác có thể hiểu như vậy đi ánh mắt ông lão rời khỏi hàng phi ông nhớ lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước người chết cuối cùng kim sinh là một đứa trẻ rất đặc biệt nó nghịch ngợm bố mẹ thì đi làm xa nên ông bà nội chăm sóc đứa trẻ đó từ bé đã thích nghe những người già trong làng kể những truyền thuyết dân gian và bản thân nó cũng thích bịa ra những câu chuyện ma quái nhưng kể từ khi nó vào trường học viện tư thục ít dân mọi thứ dần dần thay đổi nó ngừng kể chuyện ma nhưng bắt đầu cảnh báo những người xung quanh rằng môi trường thực sự bị ma ám ông lão nói xong quay đầu liếc nhìn hàng phi thấy hàng phi không có phản ứng liền nói tiếp trước khi xảy ra vụ án giết người đầu tiên kim sinh đã kể cho người bạn cùng phòng của mình một câu chuyện nó nói rằng khi nó đi vệ sinh vào một đêm nó đã nhìn thấy một người đàn ông đang cúi gằm mặt và đi theo nhân viên bảo vệ dù người bảo vệ có đi đâu thì người đàn ông này cũng luôn bám theo và người bảo vệ dường như hoàn toàn không hay biết sau khi kim sinh kể xong câu chuyện này với bạn cùng phòng nhân viên bảo vệ đã chết trong vòng vài ngày kim sinh đã hoảng hốt khi nghe tin nhân viên bảo vệ tử vong nó nói rằng người đàn ông đi theo nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy nó còn nói người đàn ông đó sẽ đến tìm nó bạn cùng phòng của nó hoàn toàn không tin điều này và đã nói với giáo viên chủ nhiệm về câu chuyện của kim sinh nữ giáo viên vừa mới nhận chức không bao lâu đã rất có trách nhiệm một mực trấn an kim sinh nhưng kim sinh không dám ở quá gần cô chủ nhiệm nó liên tục cảnh báo giáo viên chủ nhiệm của mình hãy cẩn thận khi ở một mình vào ban đêm và đừng bao giờ nói chuyện với học sinh trong hành lang một cách tùy tiện nhưng vào đêm thứ hai sau khi nó cảnh báo giáo viên chủ nhiệm thì cô ấy đã bị giết hại kim sinh trở nên điên rồ nó bắt đầu nói những điều vô nghĩa mọi người đều nghĩ rằng nó bị kích thích quá mãnh liệt nên đã gây ra các vấn đề về tâm thần nhà trường quyết định cho nó về nhà nghỉ ngơi nhưng vừa được mấy ngày kim sinh lại chạy tới trường học nó muốn cào vào mặt một nữ sinh như điên nó nói rằng nữ sinh đó trông giống hệt một con quỷ nào đó khuôn mặt của nữ sinh bị trầy xước và đã được đưa đi điều trị kim sinh cũng đã bị xử phạt ngay khi mọi người nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây thì người bạn trai của nữ sinh là một tên lưu manh ở bên ngoài trường học đã chạy đến trường vào buổi tối muộn dường như hắn đang chuẩn bị hẹn hò với bạn gái của mình kết quả là chúng tôi đã phát hiện ra xác chết của hắn ở trường vào ngày hôm sau thân phận của những người chết trong ba vụ án là khác nhau mối liên hệ duy nhất giữa họ là kim sinh nhưng khi chúng tôi chuẩn bị đi sâu vào điều tra thì kim sinh đã mất tích cuối cùng chúng tôi tìm thấy kim sinh trong ngăn tủ ký túc xá của nó đứa trẻ đã không còn hơi thở sau đó trường học viện tư thục ít dân đã bị đóng cửa để chấn chỉnh do quản lý hỗn loạn và chất lượng giảng dạy kém, không lâu sau đó thì hoàn toàn bị bỏ hoang. Ông lão đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng khi nhắc đến cái chết của Kim Sinh, giọng nói của ông có chút thay đổi và dường như ông cảm thấy tiếc nuối. Làm sao các người lại phát hiện ra vụ án này có liên quan đến cánh bướm? Bởi vì tất cả nạn nhân đều bị ngụy trang là tự sát sao? Hàng Phi vẫn có chút nghi hoặc cách thức chết của nạn nhân là một trong những lý do. Điểm quan trọng hơn là chúng tôi đã thẩm vấn ra địa chỉ nơi Mạnh Trường An và cánh bướm gặp nhau. Trong đó có trường học viện tư thuộc ít dân bị bỏ hoang. Ánh mắt của ông lão có chút đáng sợ, cánh bướm cũng đã từng hỏi Mạnh Trường An rằng hắn sẽ khiến Kim Sinh phát điên như thế nào nếu hắn là hung thủ. Cánh bướm đã từng đến trường học viện tư thuộc ít dân. Đây đều là những điều Mạnh Trường An đã nói sao. Để thẩm vấn Mạnh Trường An, chúng tôi đã áp dụng rất nhiều công nghệ mới ông lão không nói rõ quay đầu nhìn hàng phi chăm chú cậu có vẻ rất hứng thú đối với vụ án này nhỉ cháu thấy hứng thú với tất cả những vụ án liên quan đến cánh bướm thậm chí cháu muốn tự mình bắt cánh bướm nếu có thể hàng phi không nói dối trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy tốt hơn hết hãy để việc bắt giữ kẻ sát nhân cho cảnh sát chúng tôi một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt ông lão Nói xa hơn thì hôm nay chủ yếu một mặt tôi tới đây gặp để gặp cậu, mặt khác nhân tiện phát tiền thưởng cho cậu. Cửa xe mở ra, cảnh sát canh giữ cửa lấy điện thoại di động của Hàng Phi từ trong túi chuyên dụng trả lại cho Hàng Phi. Cùng lúc đó, điện thoại của Hàng Phi khẽ rung lên. Hơi nghi hoặc một chút, hắn lấy điện thoại di động ra để kiểm tra và tài khoản cá nhân của hắn có thêm 60.000 nhân dân tệ. Tiền thưởng là 50.000. Cá nhân tôi tặng cho cậu 10.000 còn lại cảm ơn cậu đã giúp tôi hoàn thành một tâm nguyện. Ông lão không tiếp tục làm mất thời gian của Hàng Phi nữa, đưa mắt nhìn Hàng Phi rời đi. Sau khi Hàng Phi biến mất khỏi tầm mắt của ông lão, viên cảnh sát kia mới mở miệng nói, thầy à, thầy cảm thấy cậu ta có khả năng là cánh bướm không? Thời gian không khớp, khoảng thời gian cánh bướm gây án điên cuồng nhất là 10 năm trước, khi đó cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ. Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt ông lão biến mất, tiếp tục tập trung bảo vệ cậu ta thằng nhóc này có khí chất rất đặc biệt cánh bướm nhất định sẽ tìm đến nó khí chất rất đặc biệt khí chất quật cường dưới đáy vực thẳm thầy đã cảm nhận được điều đó ở một tên tội phạm cấp s khác ông lão lấy điện thoại di động ra sau khi nhập một chuỗi mật mã điện thoại di động chiếu ra dữ liệu mô hình nhân cách của hàng phi tiếp theo ông nhập mật khẩu quyền hạn của mình vào mô hình sau khi hoàn thành xác thực danh tính thông tin ẩn về mô hình nhân cách của hàng phi được mở ra vào cái đêm phát sinh thảm án đẫm máu ở trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc, hàng phi mới 10 tuổi là người sống sót duy nhất, cậu ta từng mắc chứng bệnh tâm lý rối loạn stress cấp tính, biểu hiện bằng sự thay đổi trong nhận thức, có nhận thức sai lệch về thời gian và không gian. Những âm thanh, mùi vị, hình ảnh và thậm chí cả sự đụng chạm cơ thể liên quan đến vụ án giết người sẽ khiến những cảnh đau thương hiện lên trong đầu cậu ta liên tục. Một khi cậu ta nhắm mắt lại, nhận thức của cậu ta về thế giới sẽ biến thành một màu máu đỏ tàn nhẫn sau quá trình điều trị ban đầu người bệnh đã hồi phục vượt xa mong đợi ngoài việc vẫn không thể cười thì cậu ta đã có thể sinh hoạt như một người bình thường theo đánh giá của chuyên gia người bệnh có khả năng tự chữa trị bản thân có khả năng tự điều chỉnh và thích ứng mạnh mẽ nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha sau khi đọc đi đọc lại số dư trong tài khoản cá nhân khi mua bánh trứng hàng phi đã trực tiếp thêm vào hai quả trứng gà tương lai mình càng ngày càng nhiều tiền không nên quá tệ với bản thân đôi khi còn phải đối xử thật tốt với chính bản thân mình nữa mình không thể chết tiền còn chưa dùng hết đến phố bắc khu phố cổ hàng phi lên xe buýt của đoàn làm phim hôm nay vẫn quay ngoại cảnh nếu mọi việc suôn sẻ thì hôm nay việc quay phim của hắn sẽ hoàn thành sau khi lên xe hàng phi tìm một góc ngồi xuống hắn không thích ngồi cùng người khác kéo rèm cửa sổ xe lại, Hàng Phi đang định chập mắt thì đạo diễn Khương lại cố ý ngồi vào bên cạnh. Hàng Phi, ngày mai có một sự kiện lớn cậu có muốn tham gia không? Sự kiện gì vậy anh? Mình sẽ tham gia một chương trình thực tế, mọi người sẽ chơi trò chơi, sau đó thì nhân tiện quảng bá cho bộ phim. Đạo diễn Khương vẫn hy vọng Hàng Phi sẽ tham gia, cậu không có công ty chống lưng, anh nghĩ cậu nên nắm bắt cơ hội này để thể hiện mình. Bên kia rất hy vọng cậu sẽ tham gia. Tất cả mọi người đều tò mò về việc diễn viên hăng hái làm việc nghĩa thì có gì đặc biệt. Em nghĩ là thôi đi, em không có bất kỳ tác phẩm nào, chắc là người ta chỉ quan tâm em bởi vì em đã trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm, hiện tại tốt hơn hết là nên xuất đầu lộ diện ít thôi. Hàng Phi uể oải dựa vào ghế ngồi. Cậu thực sự là một dòng suối trong trẻo trong vô vàng diễn viên đấy, cậu đang trở nên nổi tiếng mà lại không kiêu căng ngạo mạn. Đạo diễn Khương càng ngày càng đánh giá cao Hàng Phi, sau khi quay xong bộ phim này, dự kiến là cậu sẽ bùng nổ, hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể hợp tác trong tương lai. Không thành vấn đề. Đến địa điểm quay phim, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Vì kịch bản của Hoa Song Sinh bị sửa đổi giữa chừng nên hầu hết các cảnh quay trước đó đều không dùng đến, để kịp tiến độ, cả đoàn phim đều phải làm việc thêm giờ, tất cả mọi người đều cùng nhau cố gắng. Đến 8 giờ tối, cảnh quay cuối cùng của hàng phi đã kết thúc trong khi chim nhạc nhạc và cẩm niên vẫn còn đang phải quay với sự giúp đỡ và kích thích của hàng phi kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên trẻ này đã được cải thiện rất nhiều nhưng họ vẫn còn chênh lệch khá lớn so với hàng phi theo đạo diễn khương hai người họ cần phải rất cố gắng để không lôi bộ phim xuống vô tình mình đã sống một cuộc sống mà trước đây mình từng mong đợi nhưng mình lại không hề bận tâm không tham gia vào bữa tiệc đóng máy với đoàn phim hàng phi một mình ra về như thường lệ Hắn ngồi phương tiện công cộng trở lại thành phố, xuống xe còn chưa đi được mấy bước, bên tai chợt nghe tiếng gió. Trước khi ngẩng đầu, hàng phi từ trong tiềm thức né sang một bên. Đùng! Một chậu hoa xương rồng đúng lúc đập ngay trước mặt. Những mảnh sứ vỡ vụn đã cắt đứt ngón tay hắn, âm thanh lớn thu hút sự chú ý của tất cả những người qua đường xung quanh. Năng lực phản ứng được mài dũa trong thế giới tầng sâu đã cứu sống hàng phi, lúc này sắc mặt hắn u ám, hai mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà dân cư bên đường. Một cặp vợ chồng trên tầng 3 đang tranh cãi và đứa trẻ không ngừng khóc. Đây là trùng hợp. Hàng Phi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Lệ Tuyết, em không chắc chắn lắm, nhưng cảm giác như cánh bướm đã ra tay với em. Cậu hãy đến chỗ đông người ngay lập tức. Chú ý bảo vệ mình. Sau khi Lệ Tuyết hỏi địa chỉ, cô chạy nhanh đến vị trí của Hàng Phi. Lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh và thu thập chứng cứ trong đầu hàng phi nghĩ đến những gì mạnh trường hỷ đã từng nói rằng cánh bướm sẽ sử dụng những đồ vật và sự kiện tưởng chừng như không liên quan để giết người chỗ ở của mình được cảnh sát kiểm soát nghiêm ngặt nên cánh bướm rất khó xử lý nếu nó muốn giết mình nó nhất định sẽ giăng bẫy ở bên ngoài nơi này không nên quá xa và đó phải là nơi mà mình có nhiều khả năng sẽ đi đến cuộc sống của mình cực kỳ có quy luật ngoài đóng phim mình chỉ về nhà chơi game, và một trong những nơi nhất định phải đi qua trên đường là bến xe. Nhìn đôi vợ chồng còn đang tranh cãi, ánh mắt hàng phi lạnh lùng đến đáng sợ, chậu hoa gốm sứ chứa đầy đất từ tầng 3 rơi xuống, hoàn toàn đủ để giết chết một người, ở độ cao này cũng không dễ dàng rơi lệch ra được. 10 phút sau, cảnh sát đến, họ đưa hàng phi cùng lên tầng. Hai vợ chồng đang tranh cãi thì nghe thấy tiếng có người gõ cửa, vốn không vui ra mở cửa, nhưng họ ngay lập tức trở nên thành thật khi nghe thấy tiếng của cảnh sát chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt hy vọng các người có thể hợp tác sau nửa tiếng đồng hồ điều tra không thu được gì chậu hoa bị rơi do hai vợ chồng trong lúc cãi vã xô đẩy đã vô tình đụng vào họ trồng vài chậu cây xương rồng loại cây này cần nhiều ánh nắng nên họ đặt chậu hoa ngoài ban công chồng trốn ngoài ban công hút thuốc cửa sổ mở vợ đi làm về sớm hai bên cãi vã xô xát vì một số chuyện vặt vảnh. Toàn bộ quá trình không hề phức tạp, đầy tình cờ, hàng phi suýt tí nữa thì chết do trùng hợp. Cảnh sát đang thẩm vấn hai người lớn, hàng phi thì đi lại quanh phòng, cuối cùng nhìn về phía đứa trẻ rụt rè. Trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại nước mắt, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, đứa trẻ này dường như là người vô tội nhất trong nhà. Cánh bướm dường như có một tình yêu đặc biệt với trẻ em, cho dù đó là tiểu bác bị nuôi nhốt hay trường học viện tư thục ít dân trước đây. Hàng Phi bước đến bên cạnh lệ tuyết, nói vài lời vào tai cô ấy, ra hiệu cô đừng bỏ qua đứa bé kia. Hàng Phi nói xong liền rời đi. Bây giờ có thể cánh bướm đã bắt đầu ra tay với mình, mình phải bắt nó càng sớm càng tốt. Chạy đua với thời gian, hiện tại Hàng Phi đã bước tới chỗ sáng, nhưng cánh bướm vẫn lẫn trốn trong bóng tối. Hẳn là sẽ có manh mối về cánh bướm trong thế giới tầng sâu, dù sao thì cư xá hạnh phúc và trường học viện tư thục ít dân đều có liên quan đến cánh bướm. Sau khi bước vào căn hộ, Hàng Phi bật máy tính và đặt mua một loạt sách trực tuyến, nghiên cứu thành công, quản lý tài năng, làm thế nào để trở thành giáo viên tốt nhất trong tâm trí trẻ em, sức mạnh của giáo dục. Đeo tai nghe vào để nghe tài liệu, Hàng Phi cũng bị phân tâm và bắt đầu tìm kiếm thông tin về trường học viên tư thục ít dân trên Internet. Không giống như vụ án chặt thay ghép xác, hầu hết thông tin của trường đã bị xóa, Hàng Phi chỉ tìm thấy vài manh mối và ảnh chụp vụn vặt trong đó có một bức ảnh gây ấn tượng với hàng phi trong bức ảnh ông bà của kim sinh chạy đến trường với vòng hoa và tiền giấy để chặn cửa cuối cùng bị giáo viên của trường tư thục kéo đi tại sao lại có quá ít thông tin như vậy có cảm giác như rất nhiều thứ đã bị cố tình xóa đi vụ án của trường học viên tư thục ít dân xảy ra sớm hơn so với vụ án chặt thay ghép xác thông tin không đầy đủ thực sự có thể hiểu được trong hiện thực có lẽ sẽ ít người nhớ đến ngôi trường đó và chứng cứ có thể đã biến mất từ lâu theo thời gian. Tuy nhiên, trong hiện thực không tìm được không có nghĩa là trong thế giới tầng sâu không có, người quản lý tòa nhà tiền nhiệm đã đánh dấu cụ thể địa điểm này trên bản đồ, chắc hẳn là phải có dụng ý sâu xa. Hàng Phi loáng thoáng nhớ tới lời nói của người quản lý, ông ấy đã thúc giục hắn mau chóng đi thăm dò, dường như nguy hiểm sẽ nhanh chóng ập đến. Vốn dĩ Hàng Phi vẫn còn nghi hoặc về điều này, cho đến khi tiếng ca trên đường phố vang lên vào đêm hôm đó, bách quỷ tránh dịch, xém chút nữa thì hắn đã bị con quái vật khủng khiếp đó giết chết rồi. Thực lực của đối phương vượt quá phạm vi khả năng nhận thức của hắn, với một kẻ địch như vậy, trong lòng hàng phi không có cảm giác an toàn, hắn cần phải khẩn trương trở nên mạnh hơn. Kiếp trước mình đã hủy diệt thế giới hay sao? Thế quái nào mà cả trong hiện thực lẫn trong game đều có người muốn giết mình? Sau khi tìm kiếm thông tin, Hàng Phi lại luyện tập các kỹ năng chiến đấu cơ bản, sau đó ngồi trên giường cầm mũ bảo hiểm trò chơi lên sau một lúc nghỉ ngơi hàng phi kết nối các đường dây khác nhau và đội mũ bảo hiểm trò chơi vào khi trò chơi bắt đầu thế giới trong mắt hàng phi trở nên đỏ như máu khắp nơi đều bị máu tươi phủ kín chào mừng bạn đến với cuộc sống hoàn hảo mở mắt ra đầu tiên hàng phi cộng hai điểm kỹ năng mà hắn để dành vào kỹ năng diễn xuất và năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn sau đó hắn bước vào phòng ngủ ở nơi sâu nhất của căn hộ ma ám và tìm thấy ngụy hữu phúc hữu phúc à anh cùng em đến tòa nhà block hai nhé em muốn tập hợp tất cả mọi người ở cư xá hạnh phúc lại tập hợp tất cả mọi người á à. ngụy hữu phúc yếu ớt dựa vào tường một bộ dạng yếu đuối một số cư dân sẽ mất đi một phần năng lực của họ sau khi rời khỏi căn hộ vì vậy trước khi lấy được lòng tin của họ thì rất khó để tập hợp họ lại em có chuyện gì quan trọng sao em có thể giáo viên của trường học viện tư thục ít dân, bây giờ em đang có một kế hoạch, nếu thành công, có lẽ chúng ta có thể chiếm được trường học đó. Chiếm giữ học viện tư thục ít dân. Ngụy Hữu Phúc mở to hai mắt, không phải hôm qua chúng ta vừa mới giải quyết chủ cửa hàng tiện lợi sao? Hay là em cứ nghỉ ngơi trước đi đã? Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đối với chúng ta thì mỗi đêm đều vô cùng quý giá. Hàng Phi nghiêm túc nhìn Ngụy Hữu Phúc, những đứa trẻ trong ngôi trường đó đang bị ác quỷ giết hại, nếu như muốn cứu chúng, em nhất định phải trà trộn vào. Em nghiêm túc chứ? Ngụy Hữu Phúc hỏi lại Hàng Phi, em có thể giáo viên của trường đó nên có thể ra vào trường tự do, nhưng em đã bao giờ làm giáo viên chưa? Ngay từ ban đầu em đã không có chuẩn bị để trở thành một giáo viên, mục tiêu của em là trở thành hiệu trưởng cơ. Hàng Phi lấy ra thẻ giáo viên từ trong ô vật phẩm, sau đó giải thích kế hoạch của mình trường học viện tư thuộc ít dân và cư xá hạnh phúc cách nhau một khu phố, nhưng hai nơi này có thể được kết nối trực tiếp thông qua cửa sau của cửa hàng tiện lợi ít dân. Bây giờ những người trong trường đó đã bắt đầu tiếp xúc với chúng ta, nếu chúng ta không muốn bị động thì phải có kế hoạch đối phó. Hàng Phi đặt thẻ giáo viên lên giường, sau đó tìm giấy và bút, chúng ta không được đánh giá thấp sự nguy hiểm của ngôi trường này, em định giải quyết trường học viện tư thuộc ít dân theo từng giai đoạn. Từng giai đoạn Đầu tiên, chúng ta phải tập hợp tất cả cư dân sẵn sàng ra ngoài và dọn dẹp các tòa nhà hai bên đường trong khi mở rộng khu vực an toàn thì sẽ tiêu diệt những kẻ tà ác vô phương cứu chữa để củng cố sức mạnh của chúng ta vậy thì làm sao đánh giá được đối phương tà ác đến vô phương cứu chữa những kẻ sẵn sàng tham gia cùng chúng ta là những người lạc đường biết quay đầu lại những kẻ chống lại một cách ngoan cố chính là vô phương cứu chữa hàng phi nói một cách chắc chắn nhưng mà chung quanh có nhiều tòa nhà như vậy cho dù chúng ta tạm thời xua đuổi ma quỷ ở bên trong đi, thì sẽ có ma quỷ mới tràn tới. Sức chiến đấu của Ngụy Hữu Phúc là không, anh ta chủ yếu dựa vào tiểu bác, mà thật không may là tiểu bác lại không thể tùy ý rời khỏi cư xá hạnh phúc được. Những nạn nhân của vụ án chặt thay ghép xác không thể giúp đỡ hàng phi ở bên ngoài khu cư xá, cho nên Ngụy Hữu Phúc xem xét các vấn đề khá là thận trọng. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh, những kẻ mới đến sẽ không phải là ma quỷ, mà là bạn đồng hành và thức ăn lựa chọn không phải là của chúng ta, mà chính là bọn chúng. Hàng Phi cầm bút viết lên giấy một cái tên, quả thực có những điều không thể lý giải được và không được đề cập đến ở thành phố này. Chúng ta chỉ cần né tránh bọn chúng và phát triển thực lực hết mức có thể trước khi thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Ngụy Hữu Phúc nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hàng Phi, anh ta nhìn thấy trong đó ngọn lửa bùng cháy cùng tham vọng ma quỷ của thế giới tầng sâu bị cuốn vào trong tuyệt vọng và thống khổ bọn chúng đã sớm bị thay đổi hoàn toàn trong mắt chỉ còn lại sự điên cuồng bạo ngược và thù hận sẽ ít ai nghĩ đến những điều tương lai như hàng phi hữu phúc từ từ phát hiện ra sự khác biệt giữa hàng phi và những ma quỷ khác đôi mắt của người đàn ông này luôn ánh lên những tia sáng mà lệ quỷ không tài nào có được hắn mang theo thứ quý giá và hiếm hoi nhất trong thế giới tầng sâu này đó chính là hy vọng trong mắt hiện lên một chút hâm mộ ngụy hữu phúc cũng muốn giống như hàng phi nhưng ký ức về cái chết giống như bị kim thép đâm vào trong lòng nghĩ đến sẽ thấy đau nhói toàn thân người quản lý tòa nhà tiền nhiệm đã đánh dấu tất cả những nơi nguy hiểm xung quanh sẽ không có vấn đề gì lớn nếu chúng ta không đến những nơi đó ý tưởng của hàng phi rất rõ ràng lấy cư xá hạnh phúc làm hậu thuẫn và cửa hàng tiện lợi ít dân làm cứ điểm coi đây là trung tâm để thăm dò xung quanh sau khi chúng ta đảm bảo xung quanh đều an toàn thực lực của mọi người được nâng cao, thì đến lúc đó mọi người sẽ tập hợp ở con ngõ sau của cửa hàng tiện lợi để tiếp ứng cho em, và em sẽ tìm cách trà trộn vào bên trong trường học. Hàng Phi chuẩn bị cùng cư dân của cư xá hạnh phúc ra ngoài, hắn mong rằng các cư dân sẽ trợ giúp để hắn có thể thuận lợi làm nhiều nhiệm vụ hơn và mau chóng tăng level. Level của Hàng Phi quá thấp, nếu trước đó không cộng hết điểm thuộc tính vào thể lực, thì hắn không thể nhấc nổi quan tài của người giấy quản lý cửa hàng vẫn đang ở giai đoạn đầu của trò chơi, hắn chưa nghĩ tới việc bổ sung thêm trí tuệ, trước tiên phải nâng thể lực lên mức bình thường ở thế giới tầng sâu mới được, không thể tùy tiện để sát nhân đuổi theo. Em sẽ trà trộn vào trường học trước, thăm dò tình hình chung trong trường, tìm cách lấy thêm thẻ giáo viên và thẻ học sinh, sau đó em sẽ phát những tấm thẻ đó cho các cư dân đã tiếp ứng cho em ở cửa hàng tiện lợi, rồi tất cả chúng ta cùng nhau đi vào. Hàng Phi rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ của mình, cho dù là chờ đợi thăng cấp, rất khó để tạo ra sự cải thiện lớn về thực lực trong một thời gian ngắn, muốn chiếm đoạt trường học thì phải mượn lực. Kỳ thực Hàng Phi cũng đã cân nhắc rất nhiều, bao gồm cả việc chờ đợi để có được một nghề nghiệp ẩn trước khi vào trường học viện tư thục ít dân, nhưng nghề đồ tể lúc nửa đêm phải lấy được ở ngõ xuất sinh, mức độ nguy hiểm của con ngõ đó không thấp hơn nhiều so với trường học viện tư thục ít dân, hơn nữa nó cách cư xá hạnh phúc khá là xa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hàng xóm không thể đến trợ giúp nhìn chung, mục tiêu phù hợp nhất trong giai đoạn này chính là học viện tư thục ít dân. Toàn bộ kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn. Bước đầu tiên là đảm bảo an toàn cho cửa hàng tiện lợi và tăng cường thực lực của bản thân. Bước thứ hai là đi vào trường để tìm hiểu thông tin và tìm thêm lối vào trường. Bước thứ ba là kết hợp bên trong và bên ngoài để mở rộng cánh cửa trường học. Không hề bốc đồng hay liều lĩnh, và cũng không dừng lại vì sợ hãi. Hàng Phi quyết định bắt đầu chuẩn bị cho chiến lược của trường học viện tư thục ít dân từ đêm nay. Hắn muốn nghĩ biện pháp để tìm ra manh mối về cánh bướm trong thế giới tầng sâu và trợ giúp cảnh sát bắt cánh bướm càng sớm càng tốt, để trong hiện thực hắn không cần phải lo lắng đề phòng mỗi ngày. Hàng Phi đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch của mình, mặc dù Ngụy Hữu Phúc cảm thấy rủi ro rất lớn nhưng vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Hàng Phi. Cả hai rời khỏi căn hộ ma ám 1044 và bắt đầu bàn bạc với những người hàng xóm khác trong tòa nhà. Ứng Nguyệt ở tầng 8 luôn bảo vệ cha mẹ đã biến thành cá vàng, nếu như rời khỏi cá vàng trong thời gian quá lâu hoặc ở khoảng cách quá xa, quán hận và thống khổ trong người sẽ khiến con bé phát điên. Từ cầm ở tầng 5 không có nhà, nhưng chị đại nhà bên giường như đã đoán được hàng phi sẽ tìm đến mình, nên cố ý để lại vài chữ bằng máu ở trên cửa chị ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt và chị sẽ sớm quay lại. Chỉ nhìn dòng chữ đẫm máu trên cánh cửa đã cảm thấy khiếp vía, nhưng Hàng Phi đã quen rồi. Sau khi tìm khắp tòa nhà Block 1, cuối cùng chỉ có một người hàng xóm có thể ra ngoài cùng Hàng Phi, đó chính là khóc lúc này đang ôm đàn tế đứng bên cạnh Hàng Phi. Không biết có phải do năng lực vua trẻ em phát huy tác dụng hay không, hay là do cậu bé gầy còm này đã được nếm vị ngon ngọt của người giấy, Hàng Phi đã thuyết phục cậu bé chỉ bằng vài câu nói đơn giản. Cùng với khóc và ngụy hữu phúc, Hàng Phi lại chạy đến tòa nhà Block 2. Sau khi hỏi thăm hồi lâu, thì cuối cùng chỉ có một quỷ hồn cao gầy là đồng ý giúp đỡ. Kế hoạch của em rất hoàn hảo, nhưng rất khó thực hiện được. Ngụy Hữu Phúc không thể đưa tiểu bác rời khỏi cư xá, anh ta nhìn quỷ hồn cao gầy và khóc ở bên cạnh Hàng Phi, lắc đầu, nếu không thì chờ người phụ nữ ở tầng 5 trở về đã. Chỉ cần có hai người bọn họ là đủ rồi. Các cư dân ở tòa nhà Block 2 ngại tham gia vì cảm thấy nguy hiểm, nhưng sau này khi họ thấy đầy đủ lợi ích và mặt tốt, sẽ càng ngày càng có nhiều cư dân sẵn sàng giúp đỡ em. Hàng Phi nhìn về phía quỷ hồn cao gầy, ăn nuốt ma quỷ sẽ thu được rất nhiều âm khí và năng lượng tiêu cực, không chỉ có thể giúp mọi người nâng cao thực lực, còn có thể giúp mọi người phát tiết nội tâm thống khổ, một mũi tên trúng hai đích. Sớm muộn gì cư dân trong khu cư xá sẽ hiểu rằng việc giúp đỡ tôi là đôi bên cùng có lợi. Đêm qua tôi may mắn nhìn thấy cậu cổng quan tài quay về, cảm giác cậu thật sự khác biệt, tôi sẽ giúp cậu. Quỷ hồn cao gầy có giọng nói khàn khàn trầm thấp, có cảm giác rất thành thục, tôi sẽ giới thiệu lại về bản thân, tên thật của tôi là Lý Tai, cư ngụ tại căn hộ 2021 trong tòa nhà block 2, tôi còn có một người em trai tên là Lý Họa. Hiện tại nó đang ở trong cơ thể tôi, hai chúng tôi có thể chuyển hóa ý thức và sức mạnh của mình cho nhau. Các anh có năng lực gì đặc biệt không? chúng tôi có thể vấy bẩn và cướp đoạt vận khí của người khác, đúng rồi. Lý Tai chợt nhớ ra điều gì đó, trước đây có một du hồn lang thang đã vô tình tiến vào tòa nhà Block 2, hắn có mùi giống chúng tôi, chúng tôi đã cướp đi một tia vận khí cuối cùng của hắn, vốn định kết nghĩa anh em với hắn. Kết quả là hắn đã được cậu giải cứu, bây giờ du hồn lang thang đó có còn không? Có bị hồn phi phách tán không? Hắn đi đầu thai rồi. Hàng phi kết thúc chủ đề thương cảm này, ba người cùng nhau bước ra khỏi tư xá hạnh phúc con phố u ám hoàn toàn chìm trong bóng tối cả ba không dám dừng ở trong không gian trống quá lâu vội vã băng qua đường tiến vào bên trong cửa hàng tiện lợi ít dân chung gọi hồn vang lên hàng phi nhìn quanh bốn phía cửa hàng tiện lợi lộn xộn trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng nhân viên một mắt đã biến mất huỳnh long đâu anh ta là nhân viên bán hàng duy nhất của tôi vào nhà kho hàng phi lấy ra một cái từ trong đống sáp trắng đừng có giả chết huỳnh long đi đâu rồi một khuôn mặt bối rối xuất hiện trên nguyên bản sáp trắng anh có nhận nhầm người không khuôn mặt và giọng nói của mày đều thay đổi mày có bản lĩnh khá đấy hàng phi dùng chức năng giám định của hệ thống trực tiếp tìm sáp trắng sau đó lấy ra bật lửa tao nhờ mày giúp tao để ý các loại thông tin trong cửa hàng nếu điều này mà mày còn không làm được vậy tao chỉ có thể ra lệnh cho mày nhiều sáp trắng như vậy anh làm thế nào mà tìm ra được tôi chứ Sát trắng hoảng sợ, tôi thậm chí còn thay đổi vị trí. Đừng có lắm lời nữa, Huỳnh Long đâu. Vài giờ trước hắn đã đến khách sạn ở bên cạnh, và không thấy trở về. Đến khách sạn. Tôi thật sự không có nói dối anh. Trong khách sạn đột nhiên có tiếng khóc của một đứa trẻ, có vẻ như đang gọi mẹ, Huỳnh Long sau khi nghe thấy âm thanh này liền vội vàng chạy tới. Tiếng khóc của đứa trẻ. Có vẻ như đong đóm và mẹ của nó xảy ra chuyện gì rồi. Hàng Phi nhét sáp trắng vào túi, cùng khóc và lý tai đi vào con ngõ sau của cửa hàng tiện lợi. Hắn lên tiếng chào hỏi tàn hồn còn du đẳng ở nơi đây rồi lặng lẽ đi tới đầu ngõ. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi, có một khách sạn rất nhỏ và cũ nát, không có biển hiệu. Kẻ ném chậu hoa vào mình trước đó cũng sống ở đây, thù mới hận cũ vừa vặn được giải quyết cùng một chỗ. Vợ à, cho anh nghe lại giọng của con trai. Anh biết nó còn không biết nói chuyện, anh chỉ nhớ nó nó còn không nói được tiếng nào sao đã bao lâu rồi vợ ơi đừng khóc nữa anh không phải đang hung dữ với em không sao vài ngày nữa anh sẽ mang một đứa con trai về nhà ông một cái nào sao anh có thể nhẫn tâm để em một mình ở một nơi tối tăm như vậy em cần có người bầu bạn đừng khóc em yên tâm đứa con trai này nhất định là của em anh biết em giấu nó trong khách sạn tại quầy lễ tân mờ tối của khách sạn có một người đàn ông mặc áo mưa nửa đứng bên chiếc điện thoại, gã không ngừng nói, như thể đang gọi điện. Giọng gã rất nhẹ nhàng, đầu dây bên kia dường như là vợ gã. Vành áo mưa che gần hết khuôn mặt, giọng nói của người đàn ông đầy tình tứ, thỉnh thoảng lại làm nũng với vợ qua điện thoại, họ có vẻ rất tình cảm. Đồng hồ trên tường đã điểm một giờ sáng, người đàn ông vẫn chưa dập máy, gã không ngừng an ủi người vợ vẫn đang thúc thiết, nhưng đúng lúc này tiếng bước chân vang lên ở cửa khách sạn một thanh niên trẻ tuổi tay ôm đàn tế, thân hình rất đẹp, khá đẹp trai mang chút suy sụp đi vào khách sạn. Người đàn ông mặc áo mưa điềm nhiên lau vết máu trên lòng bàn tay, bất đắc dĩ cúp điện thoại, gã nhìn người thanh niên đến khách sạn lúc nửa đêm, muốn nhận phòng sao. Anh là ông chủ. Đúng rồi. Người đàn ông lấy ra một chiếc chìa khóa từ dưới quầy, hãy cho tôi biết tên của cậu, cần đăng ký thông tin khi ở lại đây. Mạnh Trường An Trường An tên hay đấy. Người đàn ông đưa chìa khóa cho người thanh niên, phòng 202, vào giờ này đêm mai trả phòng. Vậy là được rồi sao? Tôi còn chưa trả tiền mà. Có người trả tiền cho cậu rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, chúc cậu có một giấc mộng đẹp. Cảm ơn nha, anh đã vất vả rồi. Người thanh niên rất lịch sự, nhưng hắn không rời đi ngay lập tức với chiếc chìa khóa, thay vào đó Hắn nhìn vào bức tường khách sạn nơi có một cái bảng quảng cáo dán đầy đủ các loại quảng cáo và thông báo. Có những người bị mất tích và được tìm thấy, cũng có thông báo tìm người mất tích. Người thanh niên xem hồi lâu, còn phát hiện có một cái thông báo tìm gia sư dạy kèm tại nhà cho con mình. Ông chủ à, cho tôi hỏi một chút, ai đã để lại tin nhắn này? Đứa trẻ cần dạy kèm là học sinh của trường trung học ít dân đối diện phải không? Nó là học sinh trường này, nhưng vì một lý do nào đó nên bỏ học mẹ nó lo lắng nên đã nghĩ cách cho nó trở lại lớp. Để đứa con không bị tụt lại đằng sau nên cô ta đã để lại lời nhắn muốn tìm gia sư dạy kèm tại nhà. Ông chủ có giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như là có tính cách rất tốt. Hai mẹ con cũng sống ở đây sao? Họ sống ở phòng 301, nếu cậu muốn nhận làm gia sư, tôi có thể gọi điện thoại thông báo cho họ. Vậy phiền anh nha. Người thanh niên đi đến cầu thang, qua lối đi mốc meo, và khi đi đến bên cạnh cầu thang, hắn quay đầu lại nhìn một cái. Người đàn ông mặc áo mưa đứng sau quầy vẫn nhìn hắn chầm chầm. Chúc ngủ ngon. Bước lên cầu thang gỗ kẻo kẹt, người thanh niên đi lên tầng 2. Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng người đàn ông ở tầng 1, hình như gã lại bắt đầu gọi điện thoại cho vợ. Họ thực sự là vợ chồng sao? Khách sạn này hơi khác so với những gì mình dự đoán. Người thanh niên cầm đàn tế chính là Hàng Phi, Hắn vốn định sau khi vào cửa sẽ lập tức tấn công chủ khách sạn, nếu cần thì sẽ giết ngay. Nhưng khi thực sự gặp chủ khách sạn, hắn mới thấy có điều gì đó không đúng. Chủ khách sạn có vẻ như bị trúng tà, trạng thái cũng giống như nhân viên cửa hàng một mắt bị người giấy thao túng trước đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàng Phi cảm thấy mình không thể đánh trắng động cỏ được, hắn không để lộ khóc và lý tai trốn ở bên trong đàn tế, mà đóng vai một người thuê phòng. Dùng chìa khóa để mở phòng 202 hàng phi hướng vào đàn tế trong tay lắc đầu sau đó nhìn xung quanh đồ đạc trong phòng rất tồi tàn bên cạnh một chiếc tivi nhỏ có một ấm trà khi mở nắp ra bên trong còn có thể thấy một ít tiền giấy bị ẩm ướt bạn sẽ không bao giờ biết được những thứ gì đã được nấu trong ấm trà của khách sạn sau khi kiểm tra cẩn thận cửa sổ và giường chiếu hàng phi không phát hiện ra vấn đề gì hắn chỉ nhìn thấy vài mảnh tiền giấy ở góc phòng và trong tủ treo quần áo mình luôn có cảm giác căn phòng này là dành cho người chết, nhưng mà ở cái thế giới tầng sâu này cũng chẳng khác gì âm phủ. Hàng Phi ngồi trên giường, sắp xếp lại thông tin một cách ngắn gọn, khách sạn chia thành 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng, trong đó phòng 101 ở tầng 1 có dán 3 chữ phòng quản lý. Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, Hàng Phi chăm chú lắng nghe, hiệu quả cách âm của khách sạn rất kém, trong phòng 201 liền kề có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nghiến răng. Khách sạn không lớn, đom đóm có thể bị giấu ở một gian phòng nào đó. Nhắm mắt, Hàng Phi nhớ lại, người ném chậu hoa vào mình sống ở tầng 3, theo cách bố trí phòng ở tầng 2, cô ta nên sống ở phòng 302, ngay phía trên. Đứng dậy, Hàng Phi có thể nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra tiếng ngáy, ngủ rất ngon sao. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Điện thoại đầu giường đột nhiên vang lên, Hàng Phi khẽ nhíu mày, trước đó hắn còn tưởng rằng điện thoại chỉ để trang trí. Nếu không trả lời, có phải nó sẽ không ngừng đổ chuông không? Hàng Phi nhìn chầm chầm vào điện thoại, lại phát hiện ra một điều rất thú vị khác. Khi chuông điện thoại vang lên, tiếng nghiến răng và tiếng ngáy đều biến mất. Nhận điện thoại, Hàng Phi trầm mặt không nói. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, giọng một người phụ nữ phát ra từ điện thoại. Xin anh đừng hành hạ tôi nữa, giết tôi đi, anh trực tiếp giết tôi đi. Người phụ nữ đang khóc nức nở, cô ta có vẻ rất yếu nói cho tôi biết chị đang ở đâu. Hàng Phi trầm giọng nói, nhưng nói từng chữ vô cùng rõ ràng. Đừng hành hạ tôi nữa, giết tôi đi, giết tôi đi. Người phụ nữ vẫn đang lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng vào lúc này, âm thanh của xiền xích rơi xuống truyền đến từ điện thoại, sau đó có tiếng đẩy cửa, tiếp đến giọng nói của chủ khách sạn vang lên, Baby à, em đang gọi điện thoại cho ai vậy? Trong nháy mắt điện thoại bị ngắt, Hàng Phi đảo mắt, dứt khoát đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng 202. Hắn không biết người phụ nữ bị chủ khách sạn giấu ở đâu, nhưng hắn biết chắc chắn lúc này anh ta không có ở quầy lễ tân. Dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi phòng, hàng phi chạy xuống tầng 1. Lúc này, tầng 1 vắng tanh, không một bóng người. Không nói gì cả, Hàng Phi lập tức lấy đi tất cả chìa khóa còn lại trong quầy, rồi lại bắt đầu tìm kiếm bên trong quầy, lấy tờ đăng ký của chủ khách sạn nhét vào trong ngực. Sau khi không bỏ sót thứ gì, Hàng Phi lại nhanh chóng chạy trở về. Hắn bước đi rất nhẹ nhàng, khi đi qua các phòng còn nghe lén động tĩnh bên trong. Trở lại phòng 202 một cách thuận lợi, Hàng Phi lấy được 6 chiếc chìa khóa có ghi số phòng. Hắn ghi lại số hiệu trên chìa khóa, và sau đó mở tờ đăng ký. Tên Mạnh Trường An được viết ở cuối, hắn lật một trang về phía trước và trực tiếp tìm thấy tên của Huỳnh Long. Huỳnh Long ở phòng 304 à? Hàng Phi kiểm tra chùm chìa khóa đã lấy được, không có chìa khóa phòng 304. Huỳnh Long vẫn chưa trả phòng, không lẽ anh ta vẫn đang ở trong phòng 304 sao? Trong lúc Hàng Phi đang xem tờ đăng ký, đột nhiên có tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài truyền đến, đồng thời trong đầu Hàng Phi lại vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số không hãy chú ý. Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ cơ bản ranh dê, tìm kiếm nhân viên cửa hàng bị mất tích tìm kiếm nhân viên cửa hàng bị mất tích, nhân viên duy nhất của bạn đang bị mất tích. Tìm được anh ta có thể nâng cao độ thân thiện. Người chơi số 00000, hãy chú ý. Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn ranh gờ khách sạn lúc nửa đêm. Khách sạn lúc nửa đêm, chủ của khách sạn này đã từng viết bốn chữ bằng máu trên biển quảng cáo người lạ đừng vào. Nhưng khi người chủ mất tích, càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ và đáng sợ bắt đầu xuất hiện trong khách sạn. Tiếng bước chân trên hành lang xuất hiện rất đột ngột, Hàng Phi không rõ người bên kia có phải đang đi về phía mình hay không. Để an toàn, hắn đặt tất cả chìa khóa và tờ đăng ký cư trú của khách sạn vào trong đàn tế. Đậy lại cái nắp đầy vết nứt, Hàng Phi thận trọng đi tới cửa phòng. Đông đông đông. Cánh cửa bị gõ vang, đối phương dừng ở cửa phòng 202. Cửa phòng khách sạn không có mắt mèo nên Hàng Phi đành phải nhìn ra ngoài qua khe cửa, một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh cũ nát đang đứng ngoài cửa phòng 202. Sắc mặt chị ta u ám, trong mắt có rất nhiều tơ máu, trên cổ có một vết bớt lớn. Tóc được thắt nút và còn có thể nhìn thấy một ít bùn trên tóc. Chiếc nhẫn của người chủ nhà không có phản ứng gì. Người phụ nữ này giấu đi khí tức của mình sao? Hàng Phi chậm rãi mở ra một khe hở, chị có chuyện gì sao? Thầy có phải là thầy giáo mạnh trường an không? Tôi vừa nhận được cuộc gọi của chủ khách sạn, anh ta nói rằng thầy muốn nhận làm gia sư. Giọng người phụ nữ có chút cứng nhắc và uể oải, chị ta có vẻ như đang ở trong trạng thái tinh thần tồi tệ, cảm giác rất mệt mỏi. Đúng vậy, tôi là Mạnh Trường An. Hàng Phi mở cửa ra, vào trong nói chuyện đã, vừa vặn tôi có một số chuyện muốn hỏi chị. Người phụ nữ do dự ở trước cửa một chút, nhưng vẫn bước vào phòng 202 hàng phi đang nghe chuyện trên tv audio cv nhiệt tình rót một cốc nước cho người phụ nữ và hỏi con của chị từng là học sinh của trường học viện tư thục ít dân à chà con tôi trước đây rất thông minh học hành cũng vô cùng nghiêm túc sau này tôi không biết chuyện gì đã xảy ra mà thành tích học tập của cháu ngày càng sa sút tính tình thì trở nên kỳ quặc động một chút là kêu khóc và ném đồ đạc áp lực học tập của cháu nó quá lớn đừng ép cháu tiếp tục học vào lúc này cần kết hợp học tập và nghỉ ngơi để cháu được thư giãn. Bây giờ mà để nó thoải mái, sau này nó nhất định sẽ hận tôi. Hơn nữa không phải là cháu không muốn học, mà hình như là bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó. Người phụ nữ nhớ lại, có một thằng nhóc ở cùng ký túc xá với con tôi rất xấu xa, nó thường xuyên kể cho con tôi nghe những chuyện kinh khủng, tôi nghi ngờ rằng con tôi đã bị ảnh hưởng bởi thằng súc sinh đó. Kể chuyện kinh khủng sao? Hàng phi thu nhỏ con ngươi lại, chị có thể cho tôi biết tên của cậu bé đó được không nó tên là kim sinh kim trong kim thiên hôm nay hiện tại sinh trong sinh nhật kim sinh kim sinh hàn phi không ngờ tới ở cái khách sạn bên cạnh trường học lại nghe được cái tên này hắn càng không đành lòng để cho vị phụ huynh này rời đi làm cha mẹ chúng ta nhiều khi cũng không hiểu rõ con mình thực sự và thiếu cách giao tiếp hiệu quả chị có thể kể cho tôi nghe những điều mà con chị gặp phải ở trường không Hãy để tôi giúp chị phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng học hành sa sút của cháu. Vốn không quen biết lại sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ, điều này khiến người phụ nữ cảm thấy hàng phi rất đáng tin cậy. Trường học viện tư thục ít dân là trường nội trú, tôi chỉ có thể gặp con 6 tháng một lần. Trước đây con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng cách đây 6 tháng khi tôi đến đón con, cháu nó đột nhiên nói rằng nó bị đau đầu, ngoài ra còn có một số vết thương nhỏ khó lành như là dị ứng. Sau đó thì sao? tôi hỏi nó rằng ở trường nó có bị bắt nạt không nó bảo không nó chỉ cầu xin tôi đưa nó đi người phụ nữ nắm chặt chiếc áo khoác cũ củ nát của mình gia đình tôi không có điều kiện cho cháu vào trường này đã là quá sức rồi tôi chỉ muốn trong tương lai nó có thể nổi bật ai mà biết được bây giờ nó lại thành ra như thế này nói cách khác là đến tận bây giờ chị vẫn không biết vì sao cháu bỏ học à chị làm mẹ mà cũng vô trách nhiệm quá đi hàng phi lấy ra thẻ giáo viên của mình tôi là một giáo viên chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục nếu chị tin tưởng tôi hãy đưa tôi đến gặp thằng bé ngay bây giờ thầy mạnh à làm phiền thầy rồi người phụ nữ đút tay vào túi có chút xấu hổ nói thêm hiện tại tôi không có nhiều tiền tiền học phụ đạo sẽ bàn sau nếu không lập tức tiến hành chữa trị vấn đề tâm lý của cháu tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu trong tương lai hàng phi nhất đàn tế ở trên giường lên Giáo dục không chỉ là để các em thành thạo các kỹ năng và khả năng kiếm sống, mà còn để các em hiểu được giá trị và ý nghĩa của đạo làm người. Chỉ trong vài câu nói, Hàng Phi đã lấy được lòng tin của người phụ nữ, chị ta dẫn Hàng Phi lên tầng 3. Đẩy cửa phòng 300 linh một ra, một mùi tanh tưởi ập đến, hình ảnh trước mặt có chút dọa người. Cửa sổ của khách sạn được che phủ bởi một lớp vải đen rất dày, ánh đèn mờ phản chiếu những mảnh giấy lộn bẩn khắp sàn nhà. Giữa phòng có treo một tấm ga trải giường ẩm ướt, bên trong căn phòng được ngăn cách bởi tấm ga trải giường, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đầu người to lớn. Thằng bé đang ngồi gục trên bàn với một cơ thể tương đối gầy gò so với cái đầu của mình, nó dường như không thể đỡ nổi cái đầu đó nữa. Mùi thối gây mũi bốc ra từ đứa trẻ dị dạng kia, nó cầm cây bút trên tay và không ngừng lặp đi lặp lại những gì đã viết trên giấy. Đã gần 2 giờ sáng rồi, sao cháu nó còn đang học? Tức khuya như vậy thì hiệu quả không cao lắm, nỗ lực là phải được trả bằng kết quả thực tế, chứ không thể cứ dùng hành động của bản thân là xong. Chiếc nhẫn của người chủ nhà truyền đến một chút hơi lạnh, hàng phi tay cầm đàn tế bước vào phòng, vén tấm ga trải giường ở giữa phòng ra, càng có thêm mùi thối nồng đậm phát tán ra ngoài. Quan sát ở khoảng cách gần, Hàng Phi phát hiện thằng bé quả thực rất đáng sợ, có thể nhìn thấy từng mạch máu đen trên cái đầu to lớn của nó, bên trong mạch máu dường như có thứ gì đó đang cuộn trào. Hàng Phi còn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong đầu của thằng bé, như thể đang gọi nó trở lại trường học viện tư thuộc ít dân. Em tên gì? Mùi gây sộc vào khoang mũi, sắc mặt Hàng Phi không chút thay đổi, cứ như là mất đi cứu giác vậy. Cái đầu to lớn từ từ quay lại, phía trên mí mắt của nó là mạch máu đang đập, trong mắt thì đỏ hoe, dường như mạch máu có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Hai tròng mắt nhìn Hàng Phi chầm chầm, trong mắt cậu thiếu niên tràn đầy ác ý, cầm bút trong tay mà như cầm dao. Sao em không đi ngủ một lát? Hàng Phi nhìn cuốn sách bài tập trước mặt thằng bé, trên đó viết đầy những cái tên khác nhau bằng bút đỏ, đây đều là bạn học của em sao? Mạch máu trên đầu thằng bé ngày càng lộ rõ, vẻ mặt trở nên gớm ghiếp dị thường. Giao tiếp cần phải có phương pháp. Hàng Phi mỉm cười vẫy tay về phía người phụ nữ ở cửa, chị cứ ra ngoài trước đi, tôi muốn trò chuyện với đứa trẻ này một mình người phụ nữ ngập ngừng rồi quay lưng rời đi cậu học trò này mẹ em bây giờ đã đi rồi em có biết điều này có ý nghĩa gì không hàng phi nhìn chằm chằm vào thằng bé miễn cười hỏi thằng bé cảm thấy một chút nguy hiểm từ nụ cười của hàng phi lần đầu tiên trong miệng nó phát ra âm thanh thầy dám chạm vào tôi thử xem khá là táo bạo đấy tôi là thầy giáo thầy giáo sao có thể đánh một học sinh được Hàng Phi lấy ra bài tập bị nguyền rủa từ trong ô vật phẩm và đặt nó trước mặt thằng bé. Trước đó hắn đã thử nghiệm trên khóc, vật bị nguyền rủa này sẽ tác động đến một người một cách vô tri vô giác và từ từ khống chế suy nghĩ của người đó. Nếu em đã không muốn đi ngủ, vậy thì làm bài đi, bắt đầu từ bài toán trung học đơn giản. Hàng Phi đặt bài tập trước mặt thằng bé, sau đó dùng năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, đè đầu thằng bé xuống, bắt nó phải nhìn vào sách bài tập, so với em người thông minh hơn còn phải nỗ lực em có tư cách gì mà không phấn đấu? Nếu hôm nay không chịu vùi đầu vào thì sao ngày mai ngẩng đầu lên được? Lật dở sách bài tập, những dòng chữ dày đặc lặng lẽ hiện ra, như một vòng xoáy vô hình từ từ kéo linh hồn thằng bé. Cho phương trình x sờ mũ 2 cộng mở ngoặc 2m cộng 4 đóng ngoặc x cộng m mũ 2 cộng 5m bằng 0 không có nghiệm nguyên. 1. Tìm khoản giá trị của m. 2. Nếu phương trình bậc 2 một ẩn x, M mũ 2 cộng mở ngoặc N trừ 2 đóng ngoặc x cộng M trừ 3 bằng không có nghiệm nguyên. Hãy chứng minh, phương trình có hai nghiệm cùng dấu. 3. Giả sử hai nghiệm nguyên của phương trình. 2. Lần lượt là alpha và beta. Nếu alpha trên beta bằng 1 trên 2, N là một số nguyên. Hãy tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của M. Một số người sử dụng vật lý để hàng ma, một số sử dụng hóa học để hàng ma bây giờ cuốn sách bài tập do người quản lý tòa nhà tiền nhiệm để lại cho mình thì biết rằng toán học cũng có thể hàng ma chẳng lẽ ông ấy ám chỉ cho mình tri thức chính là sức mạnh thằng bé đầu to đã bị sách bài tập hấp dẫn mạch máu trên đầu cũng từ từ trở lại bình thường không còn phản kháng quyết liệt nữa dưới ánh đèn lờ mờ một đứa trẻ rất chăm chỉ chiến đấu trong biển đề nếu không phải mùi xác chết nồng nặc bốc lên từ cơ thể thì cảnh tượng này hẳn khiến người xem cảm thấy rất truyền cảm hứng hàng phi ngồi bên cạnh thằng bé khi ý thức của nó đã hoàn toàn bị cuốn vào bài tập bị nguyền rủa hắn mới thử hỏi lại em tên là gì đầu to các bạn học đều gọi em là đầu to nam sinh dường như tự lẩm bẩm một mình ánh mắt chăm chú vào sách bài tập trước kia em ở cùng kim sinh đúng không ấn tượng của em về đứa nhỏ đó như thế nào nó có bắt nạt em không em không thích nó nó luôn kể một số câu chuyện đáng sợ ngay cả khi nó nằm mơ vào ban đêm, nó cũng sẽ nói những chuyện rất đáng sợ hoang tưởng. Chuyện hoang tưởng. Em còn nhớ nó đã nói những gì không? Hàng Phi rất tò mò. Nó nói rằng tất cả chúng ta đều đã chết, trong trường học khắp nơi đều là quỷ, nó còn bảo rằng có một con bướm đã bay vào trong đầu của một học sinh nào đó. Học sinh đó sẽ khiến chúng ta đến quỷ cũng không làm được. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tên này. Em tin những điều nó nói à? Lúc đầu em không tin, nhưng sau đó em cũng nhìn thấy quỷ trong trường. Nơi đó cất giấu thật nhiều quỷ. Câu hỏi của hàng phi dường như khiến thằng bé nghĩ đến điều gì đó không tốt, và cảm xúc của nó lại trở nên kích động, gần như thoát khỏi sự kiểm soát của nguyền rủa. Xem ra kim sinh này và kim sinh kia là cùng một người, tính cách của nó một chút cũng không thay đổi, vẫn thích kể những câu chuyện rất trùng rợn, chỉ có điều trong hiện thực thì những gì mà nó kể chỉ là câu chuyện, còn ở đây những gì mà nó nói đều là sự thật. Hàng Phi đến khách sạn chủ yếu là để tìm Huỳnh Long, tin tức thu được về Kim Sinh hoàn toàn là bất ngờ. Không tiếp tục kích thích đầu to nữa, chờ xử lý xong chuyện ở khách sạn Hàng Phi sẽ dẫn mẹ con đầu to về cư xá hạnh phúc. Nhìn xung quanh, Hàng Phi phát hiện trên bàn của thằng bé có một khung ảnh. Trong khung ảnh là một bức chân dung gia đình gồm ba người, cái đầu của nam sinh trong bức ảnh cũng không lớn như vậy người đàn ông trung niên đó có phải là bố em không? Đúng rồi, bố em làm việc ở nơi khác, nhưng ông ấy rất yêu em và mẹ, tối nào ông ấy cũng gọi điện cho hai mẹ con. Lại là gọi điện thoại. Hàng Phi đứng dậy đi về phía chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, nhưng khi hắn vừa rời đi, cửa phòng 301 đã mở ra. Bà mẹ của đầu to lo lắng bước vào, thầy Mạnh à, tình trạng của con tôi thế nào rồi? Có cách nào cứu chữa không? Chị trốn ở sau cánh cửa mà không nghe thấy tất cả những cuộc nói chuyện giữa tôi và con chị à? Tại sao còn cố ý hỏi? Hàng Phi cười nhạt, con chị trở nên như thế này liên quan rất nhiều đến học sinh tên là Kim Sinh. Tôi sẽ giúp chị điều tra rõ ràng. Cảm ơn thầy Mạnh. Nếu chị đang thực sự nghĩ cho con thì tốt nhất không nên ở mãi trong khách sạn. Chỗ này hỗn tạp, rất dễ ảnh hưởng đến việc học tập của cháu nó tôi khuyên chị nên thuê phòng ở cư xá hạnh phúc bên kia đường ở đó có môi trường tốt và chất lượng cư dân cũng cao rất tốt cho sự phát triển sau này của cháu tôi sẽ xem xét lại ngay sau khi người phụ nữ đồng ý điện thoại trên bàn cạnh giường đổ chuông nghe thấy tiếng chuông điện thoại người phụ nữ vẫn luôn cao mày không ngờ lại lộ ra vẻ chờ mong chị ta không né tránh hàng phi liền chạy đến bên giường nghe điện thoại chồng à tối nay anh không gọi điện cho em em lo lắng muốn chết đi được cảnh sát tương đối nghiêm ngặt anh không dám tùy tiện gọi điện thoại cho em em phải tuyệt đối ở trong khách sạn đấy đừng có đi lung tung anh sẽ sớm đến đón mẹ con em được anh cũng phải chú ý an toàn con trai đã khá hơn chưa nó còn đau đầu không nó lại trở nên tồi tệ hơn nhưng em đã tìm được một giáo viên tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta đừng tùy tiện tin tưởng người khác em đã quên tại sao anh lại bị vu khống là một kẻ sát nhân rồi sao anh cúp máy đây, em hãy tự lo cho mình nhé. Người đàn ông bên kia dường như đã nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng dập máy. Vừa rồi có phải là bố của đứa trẻ gọi điện không? Hàng Phi thản nhiên hỏi. Vâng. Bố đứa trẻ đang bận làm ăn ở bên ngoài. Bận biệu đến mấy cũng không thể bỏ mặt gia đình. Anh chị làm cha mẹ thì nên thực sự dành một chút thời gian cho con cái. Hàng Phi không ngừng nói về gia đình và giáo dục người phụ nữ nghe hắn nói thì liên tục gật đầu. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về đây. Thầy Mạnh đi thông thả. Chị ta đích thân tiễn Hàng Phi ra cửa. Bước ra khỏi phòng 301, Hàng Phi đem tất cả những thứ vừa thấy lượt lại một lần trong đầu, người phụ nữ nói dối. Chồng chị ta là một đào phạm đang trốn tránh cảnh sát truy đuổi, nhưng vấn đề là tại sao gã lại biết số điện thoại của khách sạn. Có khi nào gã cũng đang trốn ở trong khách sạn không? Mình vừa mời chị ta cùng đứa trẻ rời đi thì gã đã gọi điện ngay lập tức. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hàng Phi yên lặng liếc nhìn xung quanh, hình như có thứ gì đó trong khách sạn này vẫn đang trông chừng hắn. Người gọi điện đến có phải là chồng thật không? Hay chẳng lẽ lại là quỷ trong khách sạn gọi đến? Sau một hồi suy nghĩ, Hàng Phi phát hiện điện thoại trong khách sạn này có vấn đề rất lớn. Vừa bước vào cửa đã thấy chủ khách sạn mặc áo mưa gọi điện cho vợ, sau khi vào phòng thì nhận được tiếng kêu cứu của một người phụ nữ lạ mặt, sau đó thì phát hiện người phụ nữ ở phòng 301 cũng đang liên lạc với chồng qua điện thoại. Nếu tất cả khách trong khách sạn là những con rối, thì điện thoại chính là đường dây kết nối bọn họ. Có phải quỷ hồn đang gọi điện mê hoặc họ không? Hàng Phi cảm giác được trạng thái của các vị khách trong khách sạn không tốt, hắn muốn tìm nguyên nhân và hiện tại đang dần dần thu hẹp mục tiêu. Nhìn căn phòng cuối hành lang tầng 3, Hàng Phi di chuyển. Huỳnh Long ở trong phòng 304. Đến giờ anh ta vẫn chưa trở về, chắc hẳn có thứ gì được giấu trong phòng đó. Có mùi ẩm mốc trong hành lang tối om. khi Hàng Phi vừa đi qua cửa phòng 302, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, một cánh tay mập mạp thò ra từ khe hở bên trong cánh cửa. Người kia dường như đã đợi rất lâu, ả ta bắt Hàng Phi lại. Là con mụ béo ném chậu hoa vào người mình. Hàng Phi có 10 điểm thể lực cũng không chống đỡ được trước mặt người phụ nữ, thân thể từng chút một bị kéo vào trong phòng. Thực lực của mình còn yếu quá. Khe hở do cánh cửa mở ra càng ngày càng rộng, sau cánh cửa hiện ra khuôn mặt trang điểm đậm của ả, miệng còn đang nhai nuốt một khúc xương, ánh mắt nhìn hàng phi vô cùng đáng sợ. Vào nơi này mày sớm muộn gì cũng chết, chi bằng chết ở trong tay tao. Mở trên mặt người phụ nữ rung lên vì kích động, sức lực của người phụ nữ còn lớn hơn hàng phi rất nhiều, nhanh muốn kéo hàng phi vào phòng nên đột nhiên dùng toàn lực. Hàng Phi không ngờ bên kia vừa rồi che giấu thực lực nên mất cảnh giác, bỗng chốc bị lôi vào phòng 302. Cánh cửa phòng kiên cố từ từ đóng lại, tia sáng cuối cùng biến mất trong mắt Hàng Phi. Ngã tư này ngày ngày có vô số kẻ qua lại, nhưng mày khác với bọn chúng. Lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã muốn giết chết mày rồi. Tao không thể kiểm soát được sự thôi thúc đó, tao cảm thấy hoa máu bắn tung tóe ra từ cơ thể của mày sẽ đẹp hơn tất cả bọn chúng. Cái miệng của khách thuê phòng 302 hé mở, để lộ ra hàm răng màu nâu xám. Hàng Phi ngã xuống đất không trên một tiếng, dường như bị chấn kinh rồi. Thật đáng yêu, thật là muốn giết mày quá đi. Tao sẽ giết mày từng chút một, kéo dài quá trình này đến cả ngày. Không, tao có chút không nở, tao sẽ dùng thời gian một tuần để từ từ giết mày. Ả à ta mở ngăn kéo lấy ra một hộp lưỡi dao mỏng từ trong đó rồi cười một cách hưng phấn trước hết hãy bắt đầu từ bắp chân đi, mày sẽ không có cách nào chạy được. Mụ béo phòng 302 rung lên, ả đi về phía hàng phi với lưỡi dao hoàn toàn không tương xứng với hình thể, tao sẽ làm rất sạch sẽ. Người phụ nữ xắn tay áo lên, hàng phi nhìn thấy vết sẹo hình con bướm màu đỏ thẫm trên cổ tay của ả. Tại sao những kẻ điên điên khùng khùng dường như đều có dấu vết của cánh bướm? Hàng Phi vẫn nằm trên mặt đất, hắn còn đang kinh ngạc nhìn người phụ nữ từng bước một đi tới khách thuê phòng ba linh hai mạnh hơn hàng phi rất nhiều ả còn cười một cách trơ trẽn hơn sau khi phát hiện ra hàng phi không mang theo bất kỳ món đồ nguy hiểm nào cánh tay rắn chắc của ả nắm lấy bắp chân hàng phi khi ả định kéo vào bếp thì hàng phi đang tê liệt trên mặt đất bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh chưa từng có hắn sử dụng năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng ả vào lúc người phụ nữ cảm thấy đau đớn và cúi gập người xuống hàng phi lấy ra người giấy đỏ như máu từ trong ô vật phẩm trực tiếp nhét người giấy vào miệng của ả ta. Khóc. Đứa trẻ trong tế đàn xuất hiện trên đầu người phụ nữ chẳng biết từ lúc nào, đôi tay của nó làm ý thức của ả rối loạn, còn người giấy vừa được nhét vào miệng cũng dường như trở nên sống động. Từng mạch máu đâm thẳng vào cơ thể của khách phòng 302, sau đó người giấy màu máu đầy vết rách biến mất. Khách thuê phòng 302 quỳ rạp xuống đất đau đớn, ả liều mạng ôm cổ họng nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào hay khạc ra được gì. Ngay sau đó cơ thể của ả bắt đầu sưng lên bất thường, ả muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đối phó với hàng phi, nhưng bóng đen gầy yếu đang ngồi trên cổ không ngừng quấy nhiễu phán đoán. Khách thuê phòng 302 giống như một con giả thú mất đi lý trí, điên cuồng đâm vào đồ đạc xung quanh, ả hoảng sợ bất an, ngay sau đó thì bắt đầu nôn ra máu đen, trong máu dính đầy giấy. Sau 10 phút, cơ thể của ả trở nên nhợt nhạt, và khi một tia huyết sắc cuối cùng biến mất, ả ngã gục xuống giữa phòng như một người giấy bị hút khô một tiếng sột soạt kỳ quái vang lên từ trong lồng ngực người phụ nữ chậm rãi nhô ra một cánh tay hình người bằng giấy đỏ như máu lắc lư đi ra từ trong cơ thể của ả nó nhìn thấy hàng phi thì cười vui vẻ sau đó lắc người hướng hàng phi đi tới đây chính là vật phẩm nguyền rủa ranh ép sao hàng phi chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy rùng mình hiện tại hắn rất may mắn vì ý thức của người giấy đã bị phá vỡ đưa tay thu hồi người giấy trở lại ô vật phẩm Hàng Phi phát hiện vết rách trên cơ thể của nó đã ít đi rất nhiều. Máu thịt cùng âm hồn dường như có thể giúp người giấy nhanh chóng bình phục vết thương. Vật phẩm nguyền rũ còn kinh khủng và khó chơi hơn mình tưởng. Nhìn người phụ nữ trên mặt đất, Hàng Phi vốn còn muốn hỏi đối phương vài vấn đề. Mày cũng đừng cảm thấy oan uổng, tại mày tập kích tao trước đấy nhé. Hàng Phi vuốt đôi mắt mở to của ả, sau khi chạm vào làn da của đối phương, hắn không cảm thấy có chút đàn hồi nào, cảm giác như chạm vào một tờ giấy trắng. Đôi mắt tràn đầy oán độc của khách thuê phòng 302 đã được hàng phi vuốt lại, cơ thể của ả hoàn toàn biến thành giấy vụn. Vào đúng thời điểm ả bị hồn phi phách tán, hàng phi đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở trong đầu, người chơi số không hãy chú ý. Nhân viên Huỳnh Long của bạn bị thương nặng. Hãy tìm anh ta càng sớm càng tốt, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhiệm vụ này bị hạn chế về thời gian à? Hàng Phi vốn còn muốn lục soát trong phòng một hồi, nhưng nghe được âm thanh hệ thống thì cũng không ở lại quá lâu, cầm hộp lưỡi dao trên mặt đất đi tới cửa phòng. Không có bất kỳ ai trong hành lang, đám khách thuê phòng dường như đã quen với những âm thanh quái dị thỉnh thoảng phát ra từ phòng 302. Nhưng yên tĩnh lại có chút không bình thường. Có điều gì đó đã thay đổi trong khách sạn sau cái chết của vị khách phòng 302. Lo lắng cho sự an toàn của Huỳnh Long, Hàng Phi quyết định không lãng phí thời gian nữa, hắn tìm chìa khóa phòng 304 từ trong đàn tế rồi đi đến chỗ sâu nhất của hành lang. Chìa khóa được cắm vào ổ khóa, điện thoại trong phòng 304 vang lên ngay khi cửa được mở. Âm thanh đinh linh linh phá tan sự tĩnh mịch của khách sạn, cả tòa nhà nhỏ đều có thể nghe rõ. Bước vào phòng 304, Hàng Phi cầm điện thoại đặt trên tủ cạnh đầu giường. Có một tiếng thở dốc yếu ớt truyền qua micro, sau vài giây bên kia mới mở miệng nói hai từ, đi nhanh. Giọng nói trong điện thoại trầm thấp và yếu ớt, Hàng Phi có thể nghe ra tiếng của Huỳnh Long, anh đang ở chỗ nào trong khách sạn. Đừng nói chuyện với tôi, đừng trả lời, đi nhanh đi. Huỳnh Long dường như đang cố gắng với sức lực cuối cùng của mình, vừa nói xong thì trong điện thoại vang lên âm thanh vết thương bị xé rách. Điện thoại vẫn chưa cúp, Hàng Phi lập tức hiểu ra sau khi nghe tiếng vết thương bị xé rách, bên cạnh Hoàng Long còn có người khác đó là người đang cầm điện thoại, tra tấn Huỳnh Long, ép buộc anh ta phải nói. Chủ động cúp điện thoại, hàng phi liếc mắt nhìn đường dây điện thoại màu đỏ gắn trên tường, dây điện thoại giống như mạch máu trong cơ thể người. Huỳnh Long không cho mình nói chuyện. Có vẻ như chỉ cần mình giao tiếp với mọi người qua điện thoại thì sẽ bị nhiễm phải thứ gì đó. Hàng Phi phản ứng quá nhanh, từ lúc vào khách sạn đã bắt đầu nghi ngờ điện thoại, giờ cùng với cảnh báo của Huỳnh Long, hắn xác định chắc chắn điện thoại trong khách sạn có vấn đề. Cầm lấy lưỡi dao, Hàng Phi muốn cắt đứt dây điện thoại, nhưng sợi dây màu đỏ đó cứng rắn hơn hắn tưởng, lưỡi dao của khách thuê phòng 302 không cách nào cắt được. Khóc, em thử cắn mở nó xem sao. Hàng Phi đang định thử phương pháp khác thì một khuôn mặt quỷ màu đỏ thẩm bước vào phòng 304. Người kia loạn choạng bước vào phòng với một chai rượu trên tay. Sau khi tới gần Hàng Phi, hắn đột nhiên tăng tốc, làn da đỏ ẩn chảy ra máu tươi, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến dạng, giống như một vũng máu thịt. Không cần hàng phi nói, khóc liền động thủ với con ma men kia. Khóc là oán niệm, còn con ma men chỉ là nguyền rủa tiếc núi, nó căn bản là không có cách nào làm tổn thương được khóc, mà trên thân lại càng ngày càng nhiều vết thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì con ma men cũng bị giết chết, nhưng hàng phi lại mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Con ma men kia ở trạng thái giống như Huỳnh Long lúc trước bị người giấy điều khiển, ngơ ngơ ngát ngát, mất đi ý thức của bản thân, không ngừng tấn công, muốn cùng khóc sống mái một phen. Tại thời điểm con ma men sắp hồn phi phách tán, trong đầu hàng phi lại vang lên âm thanh của hệ thống, người chơi số không hãy chú ý. Ý thức bản thân của nhân viên Huỳnh Long sắp tan vỡ. Hãy tìm anh ta càng sớm càng tốt, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên lần thứ hai, Hàng Phi nheo mắt nhìn con ma men đang dần bị hồn phi phách tán. Lần đầu tiên hệ thống nhắc nhở mình rằng Huỳnh Long bị thương là thời điểm khách thuê phòng 302 bị người giấy ăn nuốt. Lần thứ hai mình được nhắc nhở rằng ý thức bản thân của Huỳnh Long sắp tan vỡ là lúc con ma men sắp bị giết chết. Liên tiếp hai lần, không thể nào là trùng hợp. Nhìn lướt qua điện thoại sau lưng, trong đầu Hàng Phi nảy ra một ý tưởng. Chủ nhân thực sự của khách sạn này có phải thay đổi mục tiêu rồi không? Hàng Phi ra hiệu cho khóc ngừng tay, hắn cưỡng ép rút đường dây điện thoại ra, chỗ nối có vết máu chảy, ở cuối đường dây điện thoại có thứ gì đó mọc ra trông giống như một bộ phận cơ thể người. Đừng quản khách trọ nữa. Chúng ta xuống tầng 1. Hàng Phi có trí nhớ rất tốt, hắn nhớ rõ lúc mới vào khách sạn, ông chủ cũng đang nghe điện thoại, đường dây điện thoại của quầy kéo dài đến dưới đất. Nếu điện thoại là một vật phẩm nguyền rủa thì nơi ẩn thân của nó chắc là ở bên dưới lòng đất của khách sạn. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, Hàng Phi ôm đàn tế lao ra khỏi phòng 304 cùng khóc. Khi bọn hắn chạy xuống tầng, toàn bộ điện thoại ở tất cả các phòng trong khách sạn đều vang lên, những cánh cửa đóng chặt được mở ra, những người khách thuê phòng bước ra như bị mộng du. Đừng quan tâm đến bọn chúng. Âm thanh đinh linh linh dày vào màn nhĩ không ngớt, Hàng Phi vọt một hơi đến tầng 1. Lúc này, chủ khách sạn mặc áo mưa đang cười quái dị nhìn hắn. Cầu thang gỗ có kết vang vọng, Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, từng đạo quỷ ảnh từ trên tầng chạy xuống. "Vị khách này, tôi rất xin lỗi, ngày mai khoảng giờ này cậu mới có thể trả phòng." Chủ khách sạn vén vành mũ áo mưa lên, trên đầu gã có một vết nước rõ ràng, "Nếu cậu nhất định phải trả phòng sớm thì chúng tôi chỉ có thể tính tiền thuê phòng của cậu sớm." Bàn tay giấu dưới lớp áo mưa từ từ duỗi ra, gã cầm một cái rìu dùng để băm xương cốt. Nhìn thấy những vị khách trên tầng cũng đang chạy xuống, Hàng Phi không còn cách nào khác, lý tai. Đến giờ ăn rồi à. Một bóng đen u ám hiện ra từ vết nứt trên tế đàn, và một người đàn ông cao gầy đang xé bụng mình ra, nơi đó còn cất giấu một khuôn mặt khác. Để em trai của anh ra đi. Nhanh lên. Hãy đập thủng sàn nhà. Tình hình nguy cấp hơn Hàng Phi dự đoán, người đàn ông cao gầy gật đầu, cậu tránh xa một chút. Anh ta uống công cơ thể của mình thành một góc không thể tưởng tượng nổi, rồi trực tiếp đưa đầu vào cái miệng bên trong bụng mình cảnh tượng kinh khủng này thậm chí còn vượt qua cả những quỷ quái trong khách sạn hàng phi cũng không ngờ cách mà hai anh em dung hợp lại kinh khủng như vậy cái miệng trên bụng đã cắn đứt đầu của người đàn ông cao gầy lý trí của anh ta bị nuốt lấy những gì còn lại chỉ là sự tuyệt vọng và điên cuồng bóng đen tăng lên gấp đôi lý họa giữ tận tựa như một kẻ mất trí bắt đầu điên cuồng nện xuống mặt đất tòa nhà nhỏ ba tầng khẽ đung đưa bên dưới sàn nhà nhanh chóng bị lý họa đập thành một cái hố lớn mảnh gỗ vụn bay tán loạn dưới đất bốc lên một mùi thối nồng nặc hàng phi bịt chặt mồm miệng lại nhìn vào trong hố dù đã trải qua nhiều trận chấn kinh nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi dưới lòng đất của khách sạn là một cái hố giấu thi thể từng cổ thi thể được ghép lại với nhau và khảm nạm cùng một chỗ thân thể của chúng bị cuốn lung tung bởi những sợi dây điện thoại đỏ như máu một số sợi dây điện thoại thậm chí còn xuyên thủng qua da và được chôn sâu trong cơ thể của chúng. Huỳnh Long Nhân viên một mắt bị từng cổ thi thể cắn lấy, anh ta dùng thân thể để bảo vệ đứa trẻ cùng một cổ thi thể phụ nữ trong ngực. Gián dấp của người phụ nữ bình dị gần gũi, hai mắt nhắm chặt, mang nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, nhưng cơ thể đã bị một số đường dây điện thoại xuyên qua, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, Huỳnh Long cũng đã chịu đựng gần đến cực hạn, ý thức của anh ta đang ở bên bờ sụp đổ con mắt duy nhất còn lại tràn đầy đau đớn giúp giúp tôi với huỳnh long không nghĩ lại được nhìn thấy hàng phi vào lúc này có một tia cảm xúc trong con ngươi đục ngầu và tuyệt vọng mà chính bản thân anh ta cũng không thể nào lý giải được cảm xúc hiếm hoi đó đã khiến anh ta bùng nổ sức lực một lần nữa khi đã chịu đựng đến cực hạn cánh tay duy nhất có thể cử động được đã nắm lấy đứa bé đang được bảo vệ ở trong ngực anh ta dùng chút sức lực cuối cùng ném đứa bé ra khỏi hố tử thi hàn phi bắt được đứa bé liền trốn ở bên cạnh lý họa vì mất đi lý trí đã trực tiếp nhảy xuống hố tử thi anh ta điên cùng cắn xé và kéo túng thi thể dưới lòng đất nhưng cuối cùng mọi tổn thương dường như đều chuyển dời sang cơ thể của huỳnh long đường dây điện thoại hẳn là một cầu nối nguyền rủa chia đều tổn thương chỉ bằng cách tấn công bản thể vật phẩm nguyền rủa thì mới có thể phá cục lý họa đã mất kiểm soát khóc phải trông coi tứ phía Bây giờ thứ duy nhất mà Hàng Phi có thể dựa vào chính là người giấy. Mở ra ô vật phẩm, Hàng Phi cầm trên tay người giấy đỏ như máu. Máu chảy ròng ròng, hắn hy vọng người giấy sẽ chui vào sâu trong đống thi thể, nhưng nó lại chỉ nhìn hắn với nụ cười trên môi. Ý thức của người giấy đã bị phá hủy, lúc này nó chỉ là một cái xác không. Nhớ lại lời nói của từ cầm, trong đầu Hàng Phi hiện ra khuôn mặt xinh đẹp bệnh hoạn của cô, khi trong tâm trí hắn khuôn mặt của cô phủ lên khuôn mặt của người giấy, một mùi máu tanh nồng nặc bốc ra. Hãy đi đến chỗ sâu nhất trong đống thi thể. Nhìn xem những cái xác đó đang bảo vệ cái gì. Người giấy nhỏ máu dường như hiểu được lời nói của hàng phi, nó lão đảo đi về phía hố tử thi, nụ cười trên mặt càng ngày càng bệnh hoạn và quái dị. Đây là nỗ lực thực sự đầu tiên của hàng phi trong việc thao túng người giấy. Trong quá trình thao túng, não của hắn dường như bị kim đâm xuyên qua, trải nghiệm đáng sợ về người giấy đã tác động đến trí nhớ của hắn một cách điên cuồng, cả hai dường như có thể dung hợp lại với nhau bất cứ lúc nào. Hiện tại hàng phi rốt cục hiểu rõ được công dụng của trí tuệ, nếu không phải trí tuệ ban đầu tương đối cao, hắn không thể điều khiển được người giấy trong một thời gian dài. Ngay khi người giấy đỏ như máu xuất hiện, bầu không khí trong khách sạn lập tức khác hẳn lúc trước. Mùi xác thối bị mùi máu tươi áp chế, đồ vật trong đống thi thể không có cách nào di chuyển được, nó chỉ có thể nhìn người giấy màu máu theo khe hở tiến vào sâu bên trong đống thi thể nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha